chương 721, bản mệnh Pháp, đại hỗn độn tự tại phát. Phát sinh tại thái tố thánh địa kinh thế va chạm, liền như mí. N bảo táp, quét sạch toàn bộ thiên khung đại lục. chuẩn đế xuất thế tin tức, càng là chấn kinh thế nhân, thiên khung đại lục triệt để sôi trào. Đây chính là một vị không có bị đại đạo áp chế thực lực chuẩn đế, so nhân tộc liên minh minh chủ lạc thanh ngu đều cường đại hơn không biết bao nhiêu. Chuẩn đế đối thái tố thánh tử xuất thủ, lại cũng không công mà lui, thái tố thánh tử coi là thật nghịch thi từng vị chỉ tồn tại ở cổ sử bên trong cường giả lân lượt xuất thế ai thiên hạ sợ là không yên ổn ngay tại nhiều thể lực còn tại vì chuẩn đế hiện thể tin tức mà chấn động thời gian sở hưu đem những năm này thu thập đạt được không dùng được công pháp cùng chí cường bí thuật thiên tài địa bảo hết thảy giao cho hoa lạc phi để nàng cầm lấy di bồi dưỡng thánh địa đệ tử hoặc là cùng tề mộng điệp tu luyện sử dụng hẳn muốn rời khỏi thiên khung đại lục bế quan trùng kích chuẩn đế chỉ cảnh đi xa phía trước tề mộng điệp hỏi hãng phải chăng cũng muốn một chỗ tiến đến vạn tộc chiến trường, nhân tộc tu luyện tháp bế quan. Sở hưu lắc đầu, nói cho nàng, ta tại thánh vương cảnh tích lũy quá lâu tuế nguyệt, đã không cần bế quan đột phá. Giao phó xong hết thảy. Tại hai nữ đưa mắt nhìn bên dưới. Hắc Long thét dài một tiếng, bác sở hưu xông lên tận trời, thân thế khống lờ rất nhanh chui vào bao la tính không. Chủ thượng, chúng ta muốn đi đâu đây? Sâu trong tỉnh không, tình linh tộc. Sở hưu chấp tay, nhìn thắng phía trước, nhàn nhạt phun ra tám chữ dứt lời, hắn lấy ra màu xanh thạch kính kích hoạt đường hầm hư không. Một người một rồng lấy hồng hoang tình không quản trường làm trạm trung chuyến, không cần nửa ngày, liền đã đến thụ tỉnh linh nhất tộc Vương Đô. Bây giờ toàn bộ tình linh tộc đều bị hắn trưởng khống. Hãng ra lệnh. Nờ dê, tình linh tộc liền như là một đài tính vi cơ giới, nhanh chóng vận chuyến lại, nâng toàn. Xe lực lượng, làm hãng tìm kiếm. Nguyên tu luyện, công pháp. Nửa năm thời gian thoáng qua mà qua. Thủ tính linh hoàng cung, nữ vương sơn, hùng vĩ thần diện. Sở Hưu khoanh chân tại kỳ dị cây mây biên chế trên vương tọa, mở ra hai con ngươi, phía trước hẳn đại điện trung ương, có chất thành núi công pháp ngọc giảng, bên cạnh phụng. Dưỡng lấy bốn vị tư sắc khác nhau tỉnh linh nữ vương. Sở Hưu mở miệng hỏi, tình linh thần thụ mang tới a. À? Thụ tỉnh linh nữ vương khẽ không người, cúi đầu, cung kính đáp, dựa theo chủ nhân phân phó, bốn cây tỉnh linh thân thụ đã đều lấy tới. Ân trên mặt Sở Hưu lộ ra vừa ý niêm cười, quay đầu nhìn vẻ phía mặt khác ba vị tỉnh linh nữ vương, thấy các nàng muốn nói lại thôi dáng dấp, lông mày liền là nhíu một. Cái, thế nào, các ngươi cảm thấy bất mãn. Ba vị nữ vương thân thể mềm mại cùng nhau rung lên, vội vàng quỳ sát tại địa, trong miệng gọi thăng không dám. Quan tỉnh linh nữ vương bao phủ tại thuần trắng trong thần quan, trung rấy nói, không có tình linh thần thụ, tỉnh linh hoàng tộc huyết mạch liền sẽ bởi vậy cắt đứt, cho. Nên, chúng ta mới có chỗ chần chờ, còn mời chủ nhân không được nối giận. Ngón cái to như là tiểu xà đồng dạng, cuộn tại trên cánh tay sở hưu hắc long, ngẩng lên long đầu, một mặt ngạo nghễ, chủ thượng thiên phú tài hoa có một không hai cố kim. Tương lại, bây giờ cần dùng đến các ngươi cây, là các ngươi thiên đại phúc khí, các ngươi lại sinh lòng chần chờ. Buồn cười tột cùng. Nhìn khinh bỉ bốn vị tỉnh linh nữ vương một trận. Hắc Long câu chuyện lại là xoay một cái. Các ngươi tại lo lãng cái gì? Lấy chúng ta chủ thượng thiên phú tài hoa, tương lai đừng nói thành tựu đại đế, coi như thành tiên, cũng là ván đã đóng thuyền, đến lúc đó, lấy chủ. Thượng vô thượng thần uy, tỉnh linh thần thụ còn không tiện tay khả tạo. Nghe vậy, mấy vị tỉnh linh nữ vương con ngươi cùng nhau sáng lên, một điểm cuối cùng chẳng chờ bị hắc long bỏ đi. Mỗi người lấy ra tình linh thần thụ. Thủ tỉnh linh nhất tộc tỉnh linh thần thụ là một chùm lục mang, vừa mới lấy ra, liền tảng mát ra vô tận sinh mệnh khí tức. Quan tỉnh linh nhất tộc tỉnh linh thần thụ là một chùm kim mang, giống như một tôn đại nhật, sáng rực bốc cháy, nhiệt độ hiếm thấy cao. Phong tình linh nhất tộc tỉnh linh thần thụ là một cái màu xanh lam tiếu gió lốc, tựa như một cái thu nhỏ vô số cỡ nhỏ gió lốc lớn. Ám tỉnh linh nhất tộc tỉnh linh thần thụ là một chùm ánh trăng lạnh lùng, lạnh lẽo thấu xương, người thường nhìn lên một cái linh hồn đều muốn bị đông kết. Sở hưu con ngươi sáng lên, tay áo vung lên, thánh thế thần uy bột phát ra, bao trùm bốn cây tỉnh linh thần thụ, đưa chúng nó một mực áp chế, miễn sẽ phải đợi bọn chúng. Tránh thoát thoát di. Các ngươi đi cửa. Được, chủ nhân. N làm hộ pháp cho ta. Bốn vị tình linh nữ vương không người lờ nờ hờ mệnh cùng nhau rút khỏi đại điện liền hắc long cung đi theo rời đi cửa điện từng bước khép lại phòng ngự đại trận kích hoạt bốn cây tỉnh linh thần thụ trôi nối tại đỉnh đầu sở hưu lóng lánh vô tận thân mang không ngừng giải dụa muốn tránh thoát sở hưu cái này đại ác ma khống chế sở hưu khóe miệng vung lên một vòng cười lạnh đóng lại hai con ngươi hệ thống thôi diễn công pháp Khặt khặt, ký chủ tổng nắm giữ 300 triệu bản công pháp đạt thành thôi diễn yêu cầu ký chủ thu được bốn cây tỉnh linh thần thụ đạt thành thôi diễn yêu cầu Ký chủ tổng năm giữ điểm đột phá 1.000 vạn đơn vị, đạt thành thôi diễn yêu cầu. Chú thích, một cái đơn vị cùng một ức điểm đột phá. Thôi diễn phía trước đưa điều kiện tất cả đạt thành, xin hỏi ký chủ, có không thôi diễn bản mệnh công pháp? Sở hưu trước mặt lộ ra hai cái tuyến hạng. Có, không. Sở hưu hơi chuyển động ý nghĩ một chút lựa chọn cái sau. Hệ thống. Da. Sở hưu nhếch mép, hăng hái, cười to lên, dày đặt tóc dài đen nhánh không gió mà bay, bắt đầu đi, bản tọa muốn đột phá chuẩn đế a à, đồ quý sứ chán ghét tiêu hao điểm đột phá một ngàn vạn đơn vị thôi diễn bắt đầu vù vù bốn cây tình linh thần thụ tao ngộ đạo đời này trí mạng nhất nguy cơ điên cuồng rung động dây dụa nhưng mà hết thầy dãy dụa đều là tái nhật vô lực dằn co không đến mười cái hít thở bốn cây tình linh thần thụ liền kêu thảm bị một cổ to lớn lực hút hút vào sở hưu mi tâm thần đài bên trong đã sớm chuẩn bị tốt miêu tiểu thất khống chế thiên đế kiếm một đạo vô biên sát mang khẽ quét mà qua bốn cây tỉnh linh thân thụ cùng nhau rung lên, linh trí đều bị thiên. Đế kiếm xóa đi, chợt nhẹ nhàng trôi nổi tại sở hưu đỉnh đầu thần hồn, không còn có dãy dụa lực lượng. Cùng lúc đó, 300 triệu công pháp giống như là thủy triều tràn vào sở hưu thức hải. Trong đó có mấy chục bộ đại đế kinh văn, cũng có hai bộ vô thượng tiên kinh. Trần đầy vô biên biến tin tức, trùng kích đến sở hưu não hải trống rỗng, thần hồn tựa như đều muốn băng di. Sở hưu cắn răng, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn, hai tay điên cuồng bấm pháp quyết không ngừng thôi động bản thân đại đạo phát tắc. Đạo của ta vạn vật quy nhất. Đạo của ta bao dung vạn pháp. Đạo của ta sinh tại thiên địa, siêu thoát thiên địa. Đạo của ta tiêu giao tự tại, vạn thế trường sinh. Sở hưu đạo tâm vững như ngoan thạch, không vì ngoại vật dao động nửa phần. Theo lấy thời gian chuyến dời. Thần thái của hẳn từng bước bình phục lại. Trong thức hải, hôn độ một mảnh, 300 triệu công pháp không ngừng dung hợp, không ngừng thôi diễn, tạo thành vô số cái thuật pháp công thức, lần lượt sáng tạo, lại một lần, nửa lần đấy ngã làm lại. Như vậy như vậy, hoặc là nghìn lần luân hồi. Vạn lần luân hì. ức lần luân hôi. Không biết đi qua bao lâu. Thắng đến, bốn cây tỉnh linh thần thụ, nguyên bản năng lượng khống lõ, vì không ngừng thôi diễn công pháp, sắp tiêu hao hảo như không còn thời gian. Âm ầm. Sở hưu trong thức hải, hỗn độn mở, hồng mông hiện. Khai thiên tích địa tia nắng thứ nhất ảnh thức hải. Chúc mừng số ký chủ, công pháp thôi diễn thành công. Theo lấy hệ thống nhắc nhở âm hưởng đến thủ tình linh tộc chủ tỉnh, gần sát thiên khu tỉnh trong hư không, một đường dài chừng gần hai vạn mét, từ vô tận máu tươi hội tụ mà thành trường hà, cuồn cuộn chảy xiết mà. Tới, trên đó ẩn chứa vô thượng đại đạo uy năng, chấn động đến tinh không không ngừng trung tấy. Tỉnh linh hoàng cung, đại điện, trên vương tọa. Sở hưu đột nhiên mở mắt. Giờ phút này, hai con bất của hân so tỉnh thần đều muốn thâm thúy ống ánh. Sở hưu khóe miệng điên quẩn dương lên, ngửa đầu cười ha ha. Ta pháp, đạo của ta, cuối cùng triệt để phù hợp đạo của ta, vạn vật quy nhất. Pháp của ta, hồng động tự tại. Quy nhất. Đại đạo, vạn vật quy nhất, vạn đạo quy nhất. Đại hồng động tự tại pháp, làm ta đem thôi diễn tới trình độ nhất định, phất tay liền có thể diễn hóa vạn sự vạn vật. Đến lúc đó, ta làm siêu thoát thiên đạo, nhảy ra thời gian trường hà trói buộc. Ta làm đâu đâu cũng có. Ta làm không gì làm không được. Ta làm ngôn xuất pháp tùy. Đây mới thực sự là vô địch pháp. Bây giờ ta Đạo và pháp hợp, pháp lấy đạo trưởng. Thông thiên con đường, đến đây chầm chậm bày ra. Hai con ngư sở hưu ống ánh, song quyền nắm chặt, thân sắc phấn chấn. Chương 722, chuẩn đế tầng 1, thánh thể đại thành. Trở lại yên tĩnh tốt kích động tâm tư. Sở hưu vương người đứng đậy. Chuẩn đế kiếp, thánh thể cướp lại sắp tới. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn, ta liền là chuẩn đế, ta thánh thể, cũng đem đại thành. Đến lúc đó, ta có tự tin quét ngang đương thế tất cả chuẩn đế sở hưu ánh mắt kiên định một bước phóng ra đại điện trực tiếp lao tới tỉnh không lúc này quy nhất đại đạo hiến hóa huyết hà phía trên hồn động khí tức mờ mịt vấn vương khủng bố lôi đình đạo thì tại không ngừng hội tụ tạo thành hồn động lôi hải chuẩn đế kiếp cùng thánh địa cướp đều tới mang tới uy áp đáng sợ đến cực điểm khiến tỉnh thần run rẩy thái dương tỉnh cùng thái âm tỉnh đều ám đạm vô quan thiên khu tỉnh bên trên vô số sinh linh trong lòng có cảm giác chỉ cảm thấy tận thế trước mắt hoảng loạn chủ thượng người nhất định phải thành công a hắc long hóa thành bình thường lớn nhỏ ngửa mặt lên trời gào thét sở hưu quay lưng thiên khu tỉnh chân đạp huyết hà ngửa đầu nhìn trời tới di quanh trong tỉnh không đại đế quy tắc hiển hóa hóa thành vô số đạo tắc cùng hôn độn lôi kiếp dung hợp từng vị chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cố chỉ đại đế phản phất đạp lên thời gian dài mà tới muốn đem sở hưu cái này người ứng kiếp trấn sát ngay tại chỗ tại những cái này đại đế bên trong có tới từ sâu trong tỉnh không cũng có tới từ thiên khung đại lục. Sở hưu thậm chí còn tại trong đó nhìn thấy một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Tay nàng nâng một tòa màu xám trắng tỉnh xảo tiểu tháp, dáng người thước tha, lấy một bộ váy trắng, khí chất mờ mịt xuất trần, giống như cửu thiên huyền nữ. Văn thu bà nương, không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy phương thức như vậy gặp mặt. Sở hưu nhếch mép cười một tiếng, trong mắt đen nhánh liếc nhìn sau lưng nàng hơn 10 vị đại. Đế hư ảnh. Dết. Hơn 10 vị đại đế không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp hướng sở hưu đánh dết mà tới tố văn thu chân đạp hành tự bí trong lúc giơ tay nhất chân đậu chuyển tình di tốc độ nhanh đến mức cực hạn thái tố tháp đón gió mà lớn dần mang theo vô thượng thiên uy năng đón đầu trấn áp sở hưu sở hưu chân đạp huyết hà vận chuyến đại hỗn độn tự tại pháp đấm ra một quyền màu vàng kim quyền cương mang theo quy nhất đạo thì quét ngang mà đi thông vệ thái tố tháp đồng thời cũng đem tố vân thu hư ảnh đánh nổ không có bất kỳ dừng lại thân hình hắn chớp liên tục không ngừng huy quyền đem đại đế hư ảnh từng cái đánh tan đánh nổ hết thi phía sau. Sở hưu chân đạp huyết hà, như một tôn tiên vương đồng dạng, ngạo nghề đứng ở tỉnh không trong vũ trụ, vô địch khí phách hiến thị. Cố chỉ đại đế hư ảnh lại như thế nào? Như của một quyền phá đi. Chủ thượng, ngư bức hắc long lôi kéo cố họng quái kiểu. Quá cường thế, đây chính là chí tôn cướp A, trọn vẹn hơn 10 vị đại đế hư ảnh đều bị tùy tiện đánh nố. Bốn vị tỉnh linh nữ vương cũng là thần sắc phấn chấn. Lại, sở hưu cũng là nhíu mày. Hắn ngấn đầu, nhìn về đỉnh đầu hỗn độn hải. Trong đó lôi kiếp đạo tắc còn tại hội tụ, đồng thời bộc phát cường đại. Nói cách khác, lôi kiếp còn không có đi qua. Chúng đế kiếp cùng thánh thế cướp đều tới uy năng lại đáng sợ như thế. Như đổ kiếp không phải ta, đối lại người khác tới, sợ là đợt thứ nhất đều không kháng nối đi a. À. Sở hưu nhếch nhếch miệng. Rất nhanh. Đợt thứ hai lôi kiếp tiến đến. Một đợt này rõ ràng so lên một đợt cường đại hơn nhiều. Phải biết, đợt thứ nhất, ta một quyền liền có thể xử lý năm sáu cái đại đế hư ảnh. Một đợt này, ta một quyền lại chỉ có thể xử lý bốn cái. Sở hưu đem cuối cùng một đạo đại đế hư ảnh xé thành mảnh nhỏ, thở vào một cái. Không thích hợp a, à, vì sao lôi kiếp còn không có ý dừng lại. Loại cảm giác này cực kỳ không thích hợp. Thật giống như lôi kiếp không đem hắn ma diệt thê không bỏ qua đồng dạng. Quả nhiên. Đợt thứ hai lôi kiếp vừa mới qua đi không lâu, đợt thứ ba lôi kiếp theo nhau mà tới. Một đợt này lôi kiếp, sau so lên một lần lại mạnh không ít giải quyết xong đợt thứ ba. Sở hưu ánh mắt từng bước trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Tiếp tục như vậy nữa, ta sớm muộn sẽ bị mài chết. Chẳng lẽ muốn giải quyết ngọn nguồn mới được? Sở hưu nhìn về đình đầu vô biên vô tận hỗn độn lôi hái. Ý niệm hơi động. Thừa dịp đợt thứ tư đại đế hư ánh còn không phủ xuống, chân HN nờ đạp hành tự bí, cùng đại đạo huyết bà một chỗ, thuấn di đi tới phía dưới hôn độn lôi hải. Hắn đem tu vì, đại dạo, bản mệnh pháp, vận chuyển tới cực hạn, khí thế cũng nhảy lên tới cực hạn, nhìn lên đấm ra một quyền. Luân hồi quy nhất quyền, vạn vật luân hồi dị tượng kinh thiên động địa. Âm ầm. Hỗn độn lôi hải rung rấy cuồn cuồng miễn cưỡng bị Sở Hưu một quyền này, banh ra một cái trọn vẹn nghìn vạn dặm khổng lồ chỗ trống khu vực. Lại, không đến 10 cái hít thở, hỗn độn lôi hải lại khôi phục như ban đầu, tựa như Sở Hưu toàn lực một quyền, đối nó không có nửa điểm ảnh hưởng. Đợt thứ năm đại để hư ảnh hạ xuống. Sở Hưu vừa đánh vừa lùi. Võ luận hẳn lùi nên nhiều xa, hỗn độn lôi hải đều sẽ khóa chặt hắn, theo hắn di chuyển mà di chuyển. Sở hưu ý niệm quay nhanh, cảm thấy quét ngang. Tạm thời buông tha cùng đại để hư ảnh giao chiến, vận chuyến hành tự bí, hướng gần nhất sinh mệnh xê tình tiến đến. Hỗn độn lôi hải cuồn cuộn, đi theo mà đi. Mấy chục đại đế hư ảnh nổi điên đồng dạng truy kích hắn, không đem sở hưu ma diệt thề không thôi. Sở hưu mặt không biếu tình, không ngừng xé rách không gian, lần lượt trốn xa. Cuối cùng, hơn một canh giờ phía sau. Hãng đi tới trên một hành tỉnh cố phương đây là một khỏa tên là thiên thần tỉnh sinh mệnh cố tỉnh. Trên đó dừng lại lấy tỉnh không vạn tộc bằng, xếp hạng hơn 800 tên chủng tộc thái tỉnh tộc. Mau nhìn, cái kia như thể nào lôi kiếp, chăng lẽ vị kia đại đế tại độ kiếp. Thiên thần tỉnh sôi trào, vô số tu sĩ hoảng sợ. Sở hưu mặt không biếu tình, chân đạp đại đạo huyết hà, ánh mắt lạnh nhạt. Các ngươi thái tình tộc, nô dịch nhân tộc, bộ tộc ăn thịt người huyết nhục, giết nhân tộc đến cơ duyên, vô số vạn năm qua không biết bao nhiêu nhân tộc chết bởi các ngươi. Trong tay. Hôm nay, bản tọa sẽ vì nhân tộc tìm lại công đạo. Nhớ kỳ, ta tên thiên diện chân quân, hôm nay liền muốn diệt tuyệt thiên thần tinh. Lạnh nhạt, không có chút nào tâm tình chập chờn âm thanh, vang vọng tại vùng trời thiên thần tỉnh. Vô số sinh linh hoảng sợ, chỉ cảm thấy hôn phí phách tán, có người muốn thoát đi thiên thần tỉnh, cũng có người muốn phòng kháng, muốn cùng sở hưu một. Lại, hết thảy đã trễ rồi. Sở hưu tay phải vung lên, dưới chân, đại đạo huyết hà nháy mắt bành trướng vô số lần, như một thứ từ thâm viên leo ra khủng bố cự thú, một cái đem trọn ngôi sao nuốt vào, liên. Một điểm cặn bã đều không còn lại. Quy nhất huyết hà bao quanh thiên thần tỉnh, điên cuồng luyện hóa, trong đó vô số sinh linh sinh mệnh tỉnh hoa, hóa thành vô tận tỉnh khiết năng lượng, điên cuồng tràn vào sở. Hư thể nội, dung nhập thân thế mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái tế bào. Vô số tu sĩ mảnh vỡ đại đạo dung nhập quy nhất huyết hà, lớn mạnh lấy đại đạo bản nguyên. Hai con ngươi sở hư hàm sát, một quyền đem nhào lên đại đế hư ảnh đánh nát, đưa tay xé rách không gian, trốn đi thật xa, tiến về khỏa thứ hai sinh mệnh của tỉnh. Hắn còn muốn tiếp tục thôn vệ, chỉ cần cưỡng ép đột phá chuẩn để cảnh, hắn liền chắc chân, một quyền băng diệt đính đầu phiến kia hôn độn lôi. Khỏa thứ hai sinh mệnh của tỉnh trên không. Sở hư âm thanh lạnh giá ngay tại vang vọng. Ta tên thiên diện chân quân, cánh vác nhân tộc huyết cửu, hôm nay tới trước đồ diệt các ngươi hành tỉnh mẹ. Hắn bắt trước làm theo, tại vô số tu sĩ kêu trên giận mắng bên trong, đem khỏa thứ hai sinh mệnh cố tỉnh thôn vệ luyện hóa. Theo lấy hắn đồ diệt sinh mệnh cố tỉnh càng ngày càng nhiều thiên diện chân quân hung danh cũng bị càng ngày càng nhiều vạn tộc tu sĩ chỗ biết được quá hung tàn cái này thiên diện chân quân quá hung tàn phất tay liền thôn vệ một khỏa sinh mệnh cố tỉnh trong đó vô tận sinh linh đều bị hãn luyện hóa hần liền là tỉnh không vũ trụ thứ nhất ma đầu hung tàn nhất tà ma so sánh cùng nhau cũng thiện lương giống như cái hài tử một ngày này thiên diện chân quân hung diễm ngập trời tình không vạn tộc sợ hãi triệu tập đại lượng cường giá truy kích thiên diện chân quân tính toán đem đại ma đầu trấn sát chấm dứt hậu hoạn lại, đều có đi không về, hết thảy hóa thành sở hưu chất dinh dưỡng. Không biết tỉnh không? Thông vệ xong thứ 170 lãm khỏa sinh mệnh cố tỉnh phía sau. Sở hưu đứng lơ lửng trên không, hai mắt nhầm nghiền, dưới chân huyết hà trước đó chưa từng có yên lặng, liền một chút gợn sóng đều không. Không biết đi qua bao lâu. Sở hưu thánh thể đạt tới nào đó điểm giới hạn, Mỹ tâm phóng xạ ra vô. Trong huyết hà, tí tách. Thần mang, một dọc so thái dương tỉnh đều muốn ống ánh vô số lần dọc nước, nhỏ vào dưới chân nguyên bản bình tĩnh không lay động huyết hà mặt ngoài khu lên một vòng gợn sóng gợn sóng khuếch tán huyết hà màu sắc nhanh chóng biến đến trong suốt trong suốt thăng đến huyết hà màu sắc biến đến phổ thông cùng bình thường dòng sông độc nhất vô nhị sở hưu đại đạo cuối cùng viên mãn thánh thể phản phát quy chân âm ầm đại đạo chỉ hà nhanh chóng khuếch trương mười vạn dặm sở hưu một bộ hắc bào bay phất phới quay lưng hơn mười vị đại đế hư ảnh chắp tay đứng sững ở một đóa sóng lớn bên trên một tỉa vô thượng đế ti theo nó thể nội đột nhiên xuất hiện mười mấy quả lờ mờ tỉnh thần, không chịu nổi cùng nhau băng diệt. Trải qua đủ loại khiêu chiến. Hôm nay, ta sẽ thành chúng đế. Đồng thời, thánh thể cũng bước vào đại thành chi cảnh. Sở hưu con người thần quang sáng láng, khóe môi dương lên, cơ thế phóng xạ ra vô hạn thần quang, dưới chân, cuồn cuộn cháy xiết đại đạo hà lưu, tràn vào trong hân thế, cùng. Triệt để dung hợp, siêu thoát thiên đạo khống chế. Hần xoay người, vung lên hắc bào tay áo dài, vô hình đạo tắc tràn ngập ra mấy chục đại đế hư ảnh bị đạo tắt quét trúng, thân thế đồng thời vỡ nát. Ngươi cũng cho ta diệt. Sở hưu thét dài một tiếng, một quyền hướng đình đầu đánh tới, màu vàng kim quyền ấn đánh xuyên bao la hỗn độn lôi hải. Một quyền phá diệt lôi hải. Lôi kiếp từng bước tiêu tán, tỉnh không cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Sở hưu chấp tay đứng ở tỉnh không, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, không kềm nối cảm thán. Ta sở hưu có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn dựa vào bản thân không ngừng cố gắng cùng kiên trì cố gắng người cuối cùng cũng có hồi báo, cố nhân thật không lừa ta. Chương 723, hai cái thành tiên lộ, sở hưu vui quá hóa buồn. Không biết xấu hổ ký chủ, ngươi chẳng lẽ, liền không phát hiện. Ngươi bản thân có cái gì không đúng địa phương, tay lòng bàn tay căm trầm tư diệp gờ. Trước mắt bắn ra hệ thống nhắc nhở khung. Trên mặt sở hưu ngạo nghề tự đắc biểu tình cứng đờ, lông mày từng bước khóa chặt. Hắn khoanh chân ngồi tại hư không. Một tay chống cầm. Suy nghĩ chốc lát, hai con ngươi dân giảng nheo lại kỳ quái ta đột phá chuẩn đế thể nội rõ rằng không có mở ra tiểu thế giới phải biết tiểu thế giới là các chuẩn đế lực lượng cội nguồn bọn hắn nói cũng muốn phụ thuộc vào tiểu thế giới mà tồn tại không có tiểu thế giới đối cái khác chuẩn đế tới nói cái này cực kỳ không hoàn mỹ là loại cực lớn thiếu hụt sở hưu ánh mắt trầm xuống đạo của ta độc nhất vô nhị siêu thoát thiên đạo phạm trù chẳng lẽ không sống thành tiểu thế giới không thể hệ thống ngươi nên biết chút gì a à? hệ thống im miệng không nói chốc lát bản ra một cái không nhắc nhớ xú ký chủ vấn đề của ngươi đã dính đến đại đế phía sau giường vùng tỉnh không vũ trụ này đem đại đế gọi vô thượng chí tôn cổ hoàng cổ chỉ đại đế lại tại thiên ngoại thiên đại đế lại được xưng làm vợ cả có thể tu sĩ tiến thêm một bước liền là tiên bổ sung một thoáng chuẩn đế ngang nhau nửa bước đại năng đại đạo cùng thế nội tiếu thế giới cực điểm thăng hoa phía sau mới là đại năng ta biết cực điểm thăng hoa là đem bản thân đại đạo cùng thiên đạo dung hợp. Không sai, nửa bước đem bản thân đại đạo cùng thiên đạo dung hợp phía sau, sẽ tạo thành một cái tên là Thiên Tâm Ấn Ký Đại Đạo phù văn, đem Thiên Tâm Ấn Ký cùng bản thân dung hợp, liền đột phá đến đại năng cánh, cũng liền là đại đế cảnh. Đại đế dựa vào Thiên Tâm Ấn Ký nắm giữ một chút thiên địa quy tắc bản nguyên, cường đại đến khó bề tưởng tượng. Đây không phải ta muốn đi đạo. Sở Hưu lắc đầu, ta muốn siêu thoát thiên đạo, đại tự tại, trường sinh lâu thế, không nhận bất luận cái gì trói buộc đem đại đạo cùng thiên đạo dung hợp, không thể nghĩ ngờ là cho chính mình còn lại một đạo gông xiền, sinh tử đều mặc cho thiên đạo bắt chẹt. Đừng quên, thiên đạo có thể ước gì hắn sở hưu chết sớm một chút. Hắn không muốn chết, liền tuyệt không thể đi đường này. Ký chủ đạo đã siêu thoát, tất nhiên không cần phải lo lắng bị thiên đạo khống chế. Cái này không cần ngươi nói, ta cũng biết. Sở hưu bất mãn, liếc không nhắc nhở một chút. Ngươi gấp, ngươi gấp. Sở hưu trừng mắt, hận đến hàm răng ngứa ngáy. khạch. Khạc ngươi đừng vội, tiếp xuống mới là mấu chốt. Ký chủ chẳng lẽ không muốn biết đại năng như thế nào đột phá thành tiên? Sở Hưu con ngươi lóe lên, bờ mông bất động thanh sắc hướng bên cạnh xe dịch, đối hệ thống tiếp xuống muốn lộ ra tin tức cảm thấy rất hứng thú. Khạch khạch. Đại năng đột phá tiên cực nó gian nan. Nói thí dụ như, Sở Hưu vai phụ. Đại năng đột phá tiên tổng cộng có hai cái con đường, quy tắc thành đạo, lấy lực phá đạo. Quy tắc thành đạo là một cái dài đăng đẳng mài nước công phu, tu sĩ cần cực kỳ dài dòng buồn chán tuế nguyệt đi cảm ngộ phát tắc, hoàn thiện bản thân tiểu thế giới, thiên phú. Cao người, mấy chục vạn năm đủ để. Lành đạo, thiên phú bình thường một chút người, hơn trăm vạn năm tả hữu liền có thế thành đạo. Cái gì? Sở hưu con người co vào, một mặt hoảng sợ, ngắn thì mấy chục vạn năm, lâu là hơn trăm vạn năm. Ta nghĩ ta rốt cuộc minh bạch phương này vũ trụ, vô số vạn năm qua, vì sao ngay cả một cái tiên đô không có sinh ra. Vũ trụ tỉnh không, Đại đế số tuổi thọ cực hạn mới mấy vạn năm, thời gian ngắn như vậy, ai có thể thành đạo? Trừ phi có đại đế khí vận nghịch thiên, đạt được thiên đại cơ duyên, nghịch sống mấy đời mới có một cơ hội thành tiên. Đúng vậy, không có thiên ngoại thiên trường sinh vật chất, tại phương này vũ trụ muốn thành tiên gần như không có khả năng. Nói cho ta, như thế nào lấy lực phá đạo? Sở Hư vội vã hỏi thăm. Lấy lực phá đạo, so quy tắc thành đạo còn phải gian nan nên nhiều, như ngươi hiện tại đồng dạng. Hết thầy quy tắc, hết thảy đại đạo tận thêm một thân lấy cái này đem nhục thân rèn luyện đến cực hạn lấy lực đánh vỡ cảnh giới công cùng xiềng xích bước vào tiên lĩnh vực loại khác thành đạo hai người ai mạnh ai yếu sở hưu hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất hắn muốn đi vô địch lộ tất nhiên sẽ chọn tối cường chỉ đạo hai người ai mạnh ai yếu khó mà phán đoán chính xác tóm lại đều có ưu thế ký chủ ngươi muốn đi đầu một con đường ngươi muốn lấy lực phá đạo dựa theo hiện tại trạng thái một mực tu luyện là được gì ngươi muốn quy tắc thành đạo nhất định phải trước sáng lập thể nội tiểu thế giới mới được. Sở hưu não hải hiện lên một chút hiếu ra, ngửa đầu ngông cùng cười to, như một người điên. Lựa chọn. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Tay phải hần năm ngón tay mở ra, chật mạnh mẽ nâm tại một chỗ, bóp đến không gian đều băng diệt, hai con đường này ta tất cả. Đều muốn. Khách khắc, xứng đáng là ngươi. Sở hưu lựa chọn đi hai con đường, dĩ nhiên không phải hân lòng tham không đáy tự đại. Chọn lựa như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Hãng quy nhất đạo, thông vệ thế gian vạn vật, vạn đạo tỉnh hoa cường đại bản thân, tiên thiên phù hợp lấy lực phá đạo. Đại hỗn độn tự tại pháp, sáng tạo thế gian hết thảy quy tắc, không gì làm không được, tiên thiên phù hợp pháp tắc thành đạo. Khéo nhất chính là Quy nhất đại đạo thông vệ thiên địa quy tắc, đại hỗn độn tự tại pháp, phân tích những quy tắc này, lấy cái này tăng nhanh hoàn thiện bản thân tiếu thế giới quy tắc tiến độ. Đại hỗn độn tự tại pháp, sáng tạo quy tắc, quy nhất. Đại đạo đem sáng tạo quy tắc thông vệ, lớn mạnh đại đạo bản nguyên, tăng cường thông vệ thiên địa quy tắc năng suất, có. Thế càng hiệu suất cao hơn rèn luyện nhục thân lực lượng. Đạo và Pháp, đạt thành hoàng mỹ bổ sung, hiện hình dạng xoắn ốc lên cao, khéo đến cực đình. Đến lúc đó, vô luận là lấy lực phá đạo, vẫn là Pháp tắc thành đạo, sở hưu đều có thế dễ như trở bàn tay đạt thành, căn bản không cần mấy chục, mấy trăm vạn năm thời gian. Hắn chắc chắn tại thời gian rất ngắn bên trong đắc đạo thành tiên. Ha ha ha. Nghĩ đến ảo diệu, sở hưu lại nhịn không được cổn tiếu, chấn đến xung quanh tính thần lung lay không thôi. Thiên đạo như thế nào? Còn không phải muốn bị bản tọa nhổ lông dê. Không đem ngươi nhổ trọc da, bản tọa thề không bỏ qua. Cùng tiếu một trận. Sở hưu thu lại nụ cười, trở lại yên tĩnh nổi lòng, ta muốn làm thế nào, mới có thế tại thế nội mở ra tiếu thế giới. Hắn lại tái phát khó. Theo đạo lý tới nói, hân đột phá chuẩn đế, thế nội sẽ tự động sáng lập tiếu thế giới mới đúng. Bây giờ, đừng nói tiểu thế giới, liền tiểu thế giới lông đều không nhìn thấy sở hưu vạn lông mày trăm mối vẫn không có cách giải. Chật. Hắn toàn thân lông tóc dựng đứng, da đầu nổ tung, thần hồn đều đang run sợ, cảm giác trong cõi u minh có tuyệt thế đại khủng bố gần trước mắt. Hắn đột nhiên đứng lên, ngửa mặt trông lên đen kịt một màu vũ trụ tỉnh không. Cái đó là, ép. Sở hưu quay chân, vô cùng tức giận, ta thật ngốc, thật. Vốn cho là quy nhất đạo đã siêu thoát, đột phá chuẩn đế thời điểm, thiên đạo không cách nào khóa chặt phương vị của ta, chưa từng nghĩ, hắn vẫn là tìm tới hắn khẳng định là thông qua chuẩn đế kiếp, bắt đến ta một tỷ khí tức. Tiếp đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới. Đáng giận. Sở hưu mí mắt cuồng loạn, vẻ mặt nghiêm túc. Tuy nói thiên đạo chỉ thâm nhập một tia lực lượng đi tới tình không vũ trụ. Nhưng, một chút lực lượng lại đủ để mặt sát ta vô số lần. Có lẽ đây chính là vui quá hóa buồn a. À. Một khắc trước, sở hưu còn đối tương lai lòng tin mười phần, muốn quyền đánh thiên nô, chân đạp thiên đạo. Sau một khắc, liền lâm vào đời này lớn nhất nguy cơ sinh tử bên trong. Làm thế nào? Ta muốn làm sao? Chương 724, dứt chóc phía sau, trở về Lam tỉnh. Đại cũng bố gần phủ xuống. Sở hưu vỗ tráng một cái. Ta thế nào đem nó quên? Đi ra A. À? Giới môn. Vù. Một khối lớn chừng bàn tay, chỉnh thể đen kịp phiến đá, theo sở hưu mi tâm chui ra, rơi vào trong tay hắn. Phiến đá rất là thần kỳ. Trên đó có sơn xuyên đại địa, hoa cỏ trùng cá, cũng có long phượng kỳ lân bọn chúng tựa như còn sống trời sinh đạo văn, không ngừng lẫn nhau dây dưa, phát họa ra một cánh. Cửa đường nét. Không chần chờ, sở hưu kích hoạt giới môn, đem nó đội trên đỉnh đầu. Phiến. Lập tức rủ xuống từng sợi dây lụa bộ dáng thất thải quan ráng, vỏ trứng bao phủ sở hưu quanh thân. Thiên cơ môn muội hắn tồn tại, hần nhân quả, hoàn toàn biến mất tại phương thế giới này. Sợi kia thiên đạo lực lượng, mất đi sở hưu chuẩn xác phương vị, đình trệ xuống tới, mê mang bốn phía tìm kiếm. Thấy thế, sở hưu thở ra một hơi thiên đạo lực lượng không có thể bắt ở sở hưu cũng không có thối lui hắn còn tại không ngừng tìm kiếm giờ phút này chỉ cần sở hưu đình chỉ thôi động giới môn hãng liền có thế nháy mắt khóa chặt sở hưu đem nó mặc sát sở hưu lòng còn sợ hãi vận chuyến hành tự bí nhanh chóng rời xa chỗ này tỉnh không quanh mới rời khỏi mấy ngàn vạn dặm không đến sau lưng truyền đến một tiếng ba trầm đục sở hưu quay đâu nhìn tới con ngươi rụt lại một hồi chỉ thấy hắn lúc trước đứng yên tĩnh không, phương viên nghìn vạn dặm tất cả hóa thành hư vô, thật giống như bị một cái vô thượng đại thủ xóa đi, liền thiên địa quy tắc đều. Chung vùi. Sở hưu liền vội vàng xoay người, trốn đi thật xa, chó nói hạ thủ thật hung ác, còn tốt bản tọa chạy thật nhanh. Không được, thiên đạo lực lượng liền là khỏa đúng giờ địa lôi, không biết rõ lúc nào đem ta nổ chết, hơn nữa, ta cũng không thể một mực treo lên giới môn chạy khắp nơi A. Nhất định cần phải nghĩ cái biện pháp giải quyết triệt để vấn đề. Sở hưu ý niệm quay nhanh, con người lấp lóe, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trước mắt bắn ra một khối màn ánh sáng màu xanh lam, chính là giới môn cạn kê tin tức. Vật phẩm tên gọi, giới môn thiếu. Chúng loại y, không gian truyền tống loại đặc thù vật phẩm. Muốn đi chỗ nào liên đi chỗ đó, điểm kích xem xét. Lừa gạt thiên cơ kích hoạt phía sau, người sử dụng tồn tại hết thảy tồn tại, hết thảy nhân quả, hoàn toàn biển mất, thiên đạo đều không thể khóa chặt. Tiêu hao sinh mệnh của người bản nguyên n 4 ni e u in 22 hh kiếm khuyết trạng thái, tạm thời không cách nào phán định. Hệ thống, ta nếu là trở lại Lam Tình, có thể hay không thoát khỏi thiên đạo? Sở hưu vội vàng hỏi thăm. Lý luận tới nói, trở lại Lam Tính, thiên đạo không cách nào tiếp tục khóa chặt ký chủ. Lam Tỉnh rất đặc thù, hắn không tại thiên đạo quyền hạn quản lý phạm vi, cùng ký chủ quy nhất đạo siêu thoát là một cái đạo lý. Làm ký chủ đi đến Lam Tỉnh, thiên đạo lực lượng sẽ rất nhanh tiêu tán. Khạch, khạch bản hệ thống đã sớm nhắc nhở qua ký chủ, trở về Lam Tình lại đột phá chuẩn đế, hiện nay biết sợ rồi sao? Y đúng rồi, ký chủ ngươi không phải cực kỳ nghĩ hoặc, tại sao mình sáng lập không ra tiểu thế giới A? Chẳng lẽ ta tiểu thế giới cùng Lam Tình có quan hệ? Sở hưu kinh ngạc. Đúng vậy, đáp án ngay tại Lam Tính. Y bất quá, ký chủ ngươi đem bốn cây tình linh thần thụ dùng tới thôi diễn công pháp, không còn bọn chúng xem như năng lượng hạch tâm, giới môn cái cuối cùng công năng liền không cách nào kích hoạt, ngươi muốn thế nào trở về Lam Tỉnh? đen. Người nghĩ vấn dịp g Sở hưu cười, mi tâm nổi lên thần mang. Bốn đạo hư ảo gần như dập tắt chỉ trôi nổi tại trước người. Chính là năng lượng gần như hao hết tỉnh linh thần thụ. Năng lượng của bọn nó không đủ lấy thôi động giới môn. Không đúng, chăng lẽ ký chủ ngươi muốn. Sở hưu ánh mắt lạnh lùng, khóe môi cong lên một vòng nhe răng cười. Không sai, ta muốn thôn vệ càng nhiều sinh linh, cướp đoạt năng lượng màu đó ngòm, bổ sung cho tình linh thần thụ không phải được. T tàn sát nhiều như vậy sinh linh, ký chủ không sợ nhân quả gia thân A. Đầu chó giật mình Diệp gờ. Sở hưu cười. Giết người là thiên diện chân quân, quản ta sở hưu chuyện gì? Lại nói, con trận quá nhiều rồi không sợ ngứa, hẳn sở hưu khi nào sợ hãi qua nhân quả. Ý niệm thông suốt. Hân điều chuyến phương hướng, thắng đến gần nhất sinh mệnh cố tỉnh mà đi, huyết tỉnh tàn sát tiếp tục tiến hành. Thiên diện ma đầu lại bắt đầu tàn sát sinh linh. Hắn rốt cuộc muốn đồ diệt bao nhiêu sinh linh mới bằng lòng bỏ qua. Không được, Thiên diện chân quân di tới chúng ta nấu chảy hỏa tộc hành tính mẹ tỉnh vực. Thiên diện chân quân chịu chết. Chúng ta cùng người ma đầu kia liều. A à một những năm này, chết tại chúng ta thụ nhân tộc trong tay nhân tộc số lượng ít nhất, thiên diện chân quân cầu ngươi không muốn xóa đi chúng ta hành tỉnh mẹ. Ngươi cái này ma quỷ. Thiên diện chân quân ta nguyền rủa ngươi, nguyên rủa ngươi tất thành kiếp cho, nguyền rủa ngươi sinh con không. Vô luận vạn tộc tu sĩ như thế nào chỉ rủa, sở hưu đều thờ ơ. Một ngày. Ba ngày. Mười ngày theo lấy sở hưu vết chóc kéo dài. Hắn thôn vệ tỉnh thần số lượng càng ngày càng nhiều. Chết ở trong tay hắn vạn tộc tu sĩ vô số kế. Hắn đạp lên bạch cốt hải, giống như ma thần đồng dạng, ánh mắt chiếu tới chỗ, từng khỏa sinh mệnh cố tỉnh đều bị thôn vệ luyện hóa. Sở hưu thế gian đều là địch, vũ trụ sợ hãi, vạn tộc đều sợ hãi. Bức bách tại áp lực, vạn tộc liên thủ, phái ra khó mà tính toán cường giả tiến đến chặn đánh hắn. Tình không vạn tộc muốn dùng biến người chiến thuật đem nó đánh chết. Đáng tiếc, Chuẩn đế cảnh sở hưu, dương thế lấy vô dịch. Chỉ là chiến thuật biến người, đối với hãng tới nói liền là chuyện Tiếu Lâm. Sau nửa tháng, cung ngô tộc cổ tỉnh tỉnh vực, giống như nhân gian luyện ngục. Tỉnh không phiêu mái chèo, vô tận cường giả phơi thay, trong đó, thậm chí còn có mười mấy bộ kiếm quyết chuẩn đế TH thế. Một ngày này, chúng sinh buồn bã khóc, thương thiên phiêu huyết, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ tình vực. Sở hưu đầu đầy mái tóc dài đen ống, chẳng biết lúc nào biến thành màu xám trắng. Hắn một bộ hát bào yên tình đứng ở thi hài trong biển đỉnh đầu một khối phiến đá đen kịp trôi nối bốn đạo bốn màu thân mang tựa như linh động hồ điệp nhanh chóng tại nó quanh thân quay quanh lưu chuyến giết chóc gần hơn tháng thời gian bốn cây tình linh thần thụ năng lượng cuối cùng bổ đây một giọt chuẩn đế máu lướt qua trắng nõn như ngọc gương mặt nhỏ xuống tại dưới chân sở hưu gạt ra một vòng thỏa mãn miên cười tại tỉnh mịch không có chút nào sinh cơ trong tỉnh không lộ ra quỷ dị lại chết lặng hắn phát giác được bản thân xảy ra vấn đề không phải bởi vì vết chất quá nhiều, dẫn đến nhân quả quấn thân. Mà chỉ nói tâm xuất hiện vấn đề. Nguyên bản quả kia không tì vết chút nào, ống ánh long lanh đạo tâm, chăng biết lúc nào, nhiễm lên một vòng đặc đến hóa không mở đỏ tươi. Ký chủ có thể nghỉ ngơi. Trước mặt bắn ra hệ thống nhất nhở khung. Sở hưu con mắt đi lòng vòng, lúng túng đôi môi khô khốc, giọng nói khăn khàn ân, ta biết. Mở miệng nói chuyện ở giữa. Hắn con ngươi chỗ sâu hí. Lên một chút ảo não. Ảo não chính mình không còn dùng được, lại vì giết chóc mà đạo tâm lừa gạt mới thôn vệ mấy ngàn khỏa sinh mệnh của tỉnh mà thôi thì không chịu nối thôi tu dưỡng một đoạn thời gian hẳn là có thế khôi phục sở hưu lắc đầu lấy ra một mai truyền âm phù đem kích hoạt thần niệm hơi động khắc lục một chút tin tức đi vào đại khái là để hắc long đi nhân tộc tu luyện tháp bế quan không cần chờ hắn truyền âm phù hóa thành một đạo chỉ bay trốn đi sở hưu đem bốn cây tỉnh linh thần thụ cùng với môn phân biệt nắm trong tay ba, tay phải mạnh mẽ đem bốn cây tĩnh linh thần thụ đánh vào phiến đá vù vù phiến đá kịch liệt trung động cánh cửa hoa văn phóng xạ vô tận ánh sáng sáng chói chiếu sáng tỉnh không ức vạn dặm giới môn bù đắp kiếm khuyết bộ phận thứ tư công kích hoạt bên trong một phần trăm hai phần trăm ba phần trăm mười một nghìn chín ngược dòng tìm hiểu bản nguyên truyền tống khởi động phiến đá dài ra theo gió trong chớp mất một cái giản dị tự nhiên cánh cửa dựng ở sở hưu bên cạnh Sở hưu nhìn kỹ cánh cửa, trong mắt có chờ mong, cũng có bàng hoàng. Chờ mong trở lại cố thố. Bàng hoàng không biết thân nhân phải chăng còn tại thế gian. Chưa từng nghĩ, ta còn có thể trở về. Sở hưu liếu riếu, ánh mắt từng bước kiên định, vặn ra chốt cửa, nhẹ nhàng lôi kéo. Một đường trắng lóa quang mang, theo lấy cánh cửa mở ra, từng bước khuếch tán, cuối cùng đem sở hưu cả người triệt để bao phủ. Chỉ một thoáng, bạch mang nháy mắt thu lại. Sở hưu biến mất, giới môn cũng đã biến mất, gần như chỉ ở tỉnh không lưu lại mảng lớn phơi thay, hướng thế nhân tỏ rõ hắn từng tới. Chương 725, trên mặt trăng thần bí nhân. Thái Dương hệ. Không gian quan rắc trạm trôi nổi tại vùng trời Lam Tỉnh. Phi hành gia loại trừ có thể quan sát Lam Tỉnh phong cảnh, còn có thể ngày trước chỗ không có góc nhìn thưởng thức mặt trăng. Trong khoang, mười mấy phi hành gia, theo thường lệ thiết bị đo lường phải chăng xuất hiện hư hao. Quanh năm đối mặt lãnh tịch vũ trụ, người đều là nhàm chán lại trống rỗng. Chúng ta nhân loại xa nhất quan trắc khoảng cách là 131 ước năm ánh sáng bên ngoài hư không? Diệu giáo sư Ngài nói 131 ước năm ánh sáng bên ngoài còn có những tỉnh hệ khác tồn tại A. Vũ trụ giới tuyến đến cùng ở đâu? Loại trừ lam tỉnh, sẽ có cái khác người ngoài hành tình A. Người mặc màu xanh lam áo dài, xem chừng 20 tuổi xuất đầu, sinh đến mắt hạnh má đào thiếu nữ, tay nhỏ chống đỡ trắng lồn cảm, nhìn ngoài cửa số lộng lẫy lam tỉnh cảnh. Đẹp suy nghĩ xuất thần, miệng nhỏ lại nhải. Một bên đồng dạng mặt màu xanh lam áo dài, 30 tuổi xuất đầu, khí chất thành thục lãnh diễm bên trong lại mang theo vài phần tài trí nữ nhân, hai tay gõ lấy bàn phím, đen trắng rõ. Trần Thu Thủy con mắt, yên tĩnh nhìn kỹ màn hình máy tính, cũng không có muốn trả lời, những ngày gần đây, nàng đã thành thói quen thiếu nữ ồn ào. Lần nữa bị coi thường, thiếu nữ cũng không cảm thấy bất ngờ, một đôi mắt hạnh nhìn lam tĩnh, buồn bã n. Lòng liền sẽ phát lên một loại nhàn nhạt đau thương. Không biết tại sao, mỗi lần từ góc độ này quan sát lam tĩnh, trong đối với con người mà nói, lam tình nó quá lớn, nhưng đối toàn bộ vũ trụ mà nói, lam tính cũng bất quá là một hạt bụi mà thôi. Cùng bao la vũ trụ so sánh, lam tỉnh mỗi cái quốc gia ở giữa phân tranh, lại tính toán mà đến cái gì? Nghe vậy, diệu giáo sự dừng lại gõ bàn phím động tác, ngấn đầu, xuyên thấu qua khoang cửa số kính, trông về nơi xa khỏa kia lớn phải chật ních tầm mắt lam tỉnh, môi phấn hé mở, cảm. Thần, mịt mù thương hải một trong túc, buồn bã ta sinh chốc lát. Ngươi không phải một người, hàng không vũ trụ thành viên đều như vậy. Thiếu nữ tán thành gật đầu. Mới chuẩn bị nói thêm gì nữa. Tích tích tích. Tích tích tích. Máy thăm dò đèn báo hiệu điên cuồng lấp lóe, truyền ra gấp rút âm thanh chói tai. Thấy thế, hàng không vũ trụ viên môn đều lung cuốn. Mỗi người kiếm tra, mỗi người phụ trách khu vực. In tốt lành là sợ bóng sợ gió một tràng, trạm không gian bản thân cũng không có xảy ra vấn đề. Một cái hắc già phê xem chừng 40 túi suốt đầu nam tử, vụt một tiếng, theo sinh vật trên ghế đứng lên, thần sắc vội vàng. Smith giáo sư, Diệu giáo sư. Ta kiểm tra đo lường đến không biết tia vũ trụ nguyên. Mặt trăng phương hướng có không biết tỷ vũ trụ nguyên. Diệu giáo sư cùng một cái 54 trắng duệ nam tử trung niên, đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn. Cái khác phi hành gia là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Có thể tại trạm không gian làm việc hàng không vũ trụ thành viên, ai không phải học thức viên bác hạng người. Đối không biết tỷ vũ trụ cái danh từ này, bọn hắn thực tế quá quen thuộc xạ tuyến đối với nhân loại sinh hoạt cùng khỏe mạnh có trọng yếu ảnh hưởng. Không biết tỉa vũ trụ cũng là trong vũ trụ thân bí nhất, nhất làm người mê muội bộ phận một trong. Sự xuất hiện của nó, lập tức gây nên cao độ coi trọng. Nhanh, điều ra camera thời gian thực. Gì? Giáo sư trước hết nhất phản ứng lại. Hắc giả phê hàng không vũ trụ thành viên gật đầu, vội vã ngồi trở lại dụng cụ phía trước, hai tay như bay, gõ đến bàn phím ba ba vang lên. Trên mặt trăng hình ảnh rất nhanh liền truyền tới hắc già phê hàng không vũ trụ thành viên không ngừng hoán đối góc độ, tính toán tìm tới tỉa vũ trụ ngọn nguồn. Diệu giáo sư cùng một nhóm hàng không vũ trụ thành viên đứng ở phía sau hẳn, mắt cắt cao nhìn chầm chầm màn hình lớn. Ngay tại hắc già phê mới hoán đổi một cái hình ảnh, chuẩn bị hoán đổi tiếp một cái hình ảnh thời gian. Diệu giáo sư gọi hắn lại. Đem màn này khuếch đại tới nhìn. Hắc già phê nghĩ hoặc, cái khách hàng không vũ trụ thành viên cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu, bất quá hắc phê vẫn là dựa theo diệu giáo sư yêu cầu đi làm hình ảnh từng bước khuếch đại. Thanh lãnh mặt trăng mặt ngoài, một cái vòng tròn hố thiên thạch, từng bước quét đại, rất nhanh liên phủ đầy màn hình máy tính. Sau một khắc, một đám hàng không vũ trụ thành viên trên mặt biếu tình, liền tựa như nhìn thấy quỷ đồng dạng. Hoảng sự, chấn động, khó có thể tin, không thể nào hiểu được. Nhận thức tựa như đều bị vỡ nát mất. Oh Hắc. Vì cái gì trên mặt trăng sẽ xuất hiện một cái không có mặt hàng không vũ trụ phục nhân loại? Phê ôm đầu nhìn kỹ màn hình con người đều nhanh theo trong hốc mắt gạt ra há oh hát, mi dê, dê, đây là cá hắn đến cùng thế nào di đến trên mặt trăng trạm không gian khoan sôi trào hàng không vũ trụ viên môn tam quan gặp phải nghiêm trọng trùng kích hình ảnh lại rút ngắn một điểm diệu giáo sư hít sâu trung không ngừng thân thể mềm mại tỏ rõ lấy nàng tâm tình nổi sóng chập trùng Hắc già phê nuốt nước miếng một cái điều khiến con chuột hình ảnh thêm một bước khuếch đại rất nhanh bóng người cản rõ ràng đó là một cái vóc người thon dài nam tử. Đầu đầy tóc dài màu xám trắng, như thác nước rủ xuống thắt lưng. Trên người hắn mặc quần áo, kiếu đáng cùng hoa hạ cổ đại trường bào tương tự, màu đen sợi tổng hợp, theo kim văn rồng, nhìn qua thân bí lại hoa lệ. Nam tử đứng sững ở trên mặt trăng, tựa như tại trong về nơi xa lam tình. Các ngươi nhìn thấy rồi sao, hắn động lên. Hắn còn sống. Theo dịu giáo sư sau lưng thanh âm thiếu nữ run rẩy. Khó có thể tưởng tượng, trên đời lại có thế có người có thể tại không mặc quần áo vũ trụ dưới tình huống, bạo lộ tại không rảnh rỗi tức giận trong vũ trụ mà bất tử. Hắn đến cùng là ai? Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh? Hắn tướng mạo. Smith giáo sư nghiêng đầu nhìn về tại trận duy nhất hai cái người hoa hạ. Thế nào nhìn? Trên mặt trang vị kia thân bí tồn tại, đều cùng hoa hạ có quan hệ a. Người khác cũng phản ứng lại, đồng loạt nhìn về phía Diệu giáo sư cùng mắt hạnh thiếu nữ. Diệu giáo sư thu thủy trong mỹ mâu hiện lên vẻ suy tư tỉ mỉ quan sát nam tử bộ mặt đặc thù tuy là tranh ảnh không phải rất rõ ràng nhưng theo nó nhu hòa bộ mặt đường nét bên trên không khó phần đoán người kia xác thực như là người hoa hạ hắn vì sao sẽ đứng ở trên mặt trăng trong về nơi xa lam tỉnh Chẳng lẽ trong truyền thuyết hãng nga bôn nguyệt cũng không hãng nga bôn nguyệt mà là người này bôn nguyệt mắt hạnh thiếu nữ tự lấm bấm mặt mũi tràn đầy chấn động diệu giáo sư tức giận liếc nàng một cái chúng ta vẫn là đem cái này chấn động nhân tâm tin tức truyền về lam tỉnh a smith giáo sư nghiêm túc nói Lam Tĩnh khẳng định sẽ vì phát hiện này mà sôi trào. Cái khách hàng không vũ trụ thành viên nhộn nhịp gật đầu. Diệu giáo sư cũng không có ngăn cản. Năng kinh ngạc nhìn máy tính đến ngấn người. Đột nhiên xuất hiện trên mặt trăng người. Làm nàng bụi phủ nhiều năm ký ức lần nữa hiện lên ở trước mắt. Năm đó, 18 tuổi tốt nghiệp trung học nghỉ hè, nàng một mình đi tân lĩnh du lịch, dưới cơ duyên xảo hợp, gặp phải một vị không mượn bất luận cái gì ngoại vật, liền có thế. Ngự không phi thiên lão nhân. Lúc ấy, Nàng cũng là bây giờ nhật bàn chấn động. Năng truy tìm lão nhân một tháng thời gian. Cuối cùng tại tầng lĩnh chỗ sâu, ít ai lui tới trong sơn cốc tìm được hắn. Diệu giáo sư rõ ràng nhớ đến, nàng lúc ấy hỏi lão nhân câu nói đầu tiên, xin hỏi ngươi là thần tiên A. Gần đất xa trời lão nhân lúc ấy cười lấy lắc đầu, công bố chính mình chỉ là mạc pháp thời đại tu sĩ, cũng không phải cái gì thần tiên. Nàng cùng lão nhân nói rất nhiều. Hăng đến mặt trời xuống núi, lão nhân đưa nàng rời đi. Lần kia từ biệt năng từng nhiều lần đi đến tân lĩnh lại cũng không tìm được lão nhân tung tích từ nay về sau chuyện này liền thành nàng chôn giấu sâu nhất bí mật chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nhắc qua làm tìm kiếm thiên địa lớn bí nàng cố gắng trở thành hàng không vũ trụ thành viên đi tới ngoài không gian để xem vũ trụ mênh mông tìm cái kia mờ mịt chỉ tiên tung lại gần 10 năm tới lại không bất luận phát hiện gì thẳng đến hôm nay nàng lần nữa nhìn thấy tương tự tu sĩ tồn tại diệu giáo sư trong lòng xúc động tay trắng nắm chặt con người không ngừng run rẩy, Trong lòng không ngừng gào thét. Ta muốn trở về. Ta muốn trở về Lam Tỉnh, ta nhất định phải tìm tới hẳn. Hắc giả phê kinh nghĩ, người kia không gặp. Cái gì? Mọi người kinh hãi, vội vã hướng máy tính nín nhìn lại. Nam tử áo đen quả nhiên không thấy bóng dáng. Hắn khẳng định dĩ Lam Tỉnh. Diệu giáo sư thốt ra. Chẳng biết tại sao, nàng dự cảm chính mình có thể lần nữa nhìn thấy vị này nam tử thần bí. Không có khả năng, hẳn muốn đi Lam Tỉnh làm cái gì? chẳng lẽ hắn muốn xâm lớn lam tính? oh hát mi dê ô dê. Chẳng lẽ, hẳn thật là người hoa hạ? Coi thường mọi người tiếng nghị luận. Diệu giáo sư đứng lên, đi tới trạm không gian khoan phía trước, đưa tay vuốt ve trong suốt thủy tỉnh, trong về nơi xa bích lam tỉnh thần, tu sĩ thật có thế bay vào vũ trụ khoảng. Cách vô tận A. Ta tin tưởng, hẳn không phải kẻ xâm lớn, hắn chỉ là muốn về nhà mà thôi. Chương 726, 10 năm rời nhà, 10 năm về. Ba thuộc, Lạc Sơn huyện thành nhỏ đường cái dòng xe cộ không ngừng, chỉnh tê đường dòng người cuồn cuộn. Ba thuộc người tiết tấu đều là rất chậm. Mùa đông lạnh lẽo. Mọi người mặc thật dày áo khoác, trong tay cảm các món ăn ngon, một bên ăn, một bên đàm tiếu, được không tự tại. Bên đường tiệm lẩu tràn ngập ra đặc biệt mùi thơm. Sở hưu không ẩn tàng thân hình, như phàm nhân đồng dạng, dạo bước di. Lộ ra thần niệm theo một cái người qua đường trên điện thoại di động hiếu đến năm nay trăng. Năm 2023, tháng 8 theo ta rời đi, thăng đến trở về, tổng cộng đi qua 10 năm. Sở Hưu nhíu mày, tâm tình phức tạp. Có vui mừng, cũng có sầu lo. 10. Im thời gian đối tu sĩ tới nói, bế một cái quản đều không đủ, với cuộc sống tại Lam Tình bên trên người thường tới nói, 10 năm thời gian đã là nhân sinh mấy phần. Một trong. Gia gia hắn còn tốt ư? Sở Hưu có chút không dám tiếp tục suy nghĩ, cũng có chút không dám trở về nhà. Cái gọi gần hương tình sợ, đúng là như thế. Qua hắn thật đẹp trai a à. hắn áo choàng nhìn qua thật là cao cấp hắn tóc giả cũng không tệ mềm mại dính cùng thật dường như hắn tại cô ai chẳng lẽ là ngụy vô tiện không 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 hắn rõ ràng sao ngụy vô tiện xoái nhiều hắn tuyệt đối là đời ta gặp qua đẹp mắt nhất người quá kinh diễm. bốn cái sông muội tử tập hợp lại cùng nhau khuôn mặt đỏ bừng nháy mắt một cái không nháy nhìn kỹ sở hưu mảnh nhìn trong miệng phát ra đủ loại kinh hô sở hưu dung mạo vốn là xuất chúng tăng thêm tu luyện tới chuẩn đế cảnh cơ thể mỗi một tất đều đạt tới hoàn mỹ mức độ, đối với các nàng tới nói lực sát thương thực tế quá. Lớn. Tiểu ca ca có thể cùng chúng ta hợp nhất cái chiếu A. Có hải nhĩ mập tiểu muội tử, đỏ mặt, sợ hải di tới sở hưu bên cạnh, ánh mắt né tránh, không dám cùng đối diện. Sở hưu xem xét mắt điện thoại di động của nàng, khẽ vuốt cảm. Gặp hắn đáp ứng. Tiểu muội tử kinh hỉ dậm đến chân, vội vã kéo lấy đám bạn thân tới chụp ảnh. Chụp tốt ảnh phía sau. Mấy người lại tụ cùng một chỗ thưởng thức tấm ảnh lần nữa lúc ngẩng đầu, đã không gặp đạo thân ảnh kia. Vừa mới cái kia tiểu ca ca người đây. Có lẽ tiến vào cửa tiệm kia mặt A. À. Hì hì, hôm nay vận khí thật tốt, có thể cùng đẹp mắt như vậy tiểu ca ca chụp ảnh chung, đầy đủ ta thối cả đời. Đi tại ở nông thôn trên đường nhỏ. Gió mắt hiu hiu rủ xuống bên hông xám trắng tóc dài. Sở hưu đóng lại hai mắt, cảm thụ được cố thổ thanh phong. Chưa từng nghĩ, Lam Tĩnh cũng tồn tại thiên địa nguyên khí. Bất quá, so sánh thiên khung đại lục, nơi này thiên địa nguyên khí muốn mỏng manh quá nhiều quá nhiều. Ân, ừ, đã có thiên địa nguyên khí, có lẽ liên có tu sĩ. Nếu không dùng thần niệm tra xét một thoáng. Sở hưu làm sơ suy nghĩ, liên buông tha ý nghĩ này. Phía trước không xa liền là theo tiểu sinh sống thôn. Sở hưu ngóng nhìn, thôn không lớn, đại khái chỉ có hơn 40 gia đình. Mười năm di qua. Nguyên bản phòng gạch ngói, cũng thay đổi thành nhà trệt, tiểu nhà lầu. Đường cũng thay đổi thành đường bê tông. Thôn phát triển đến rất tốt, lại không còn năm đó náo nhiệt. Người trẻ tuổi đều ra ngoài di học, vụ công, hoặc là làm ăn. Bây giờ, sinh hoạt tại trong thôn đại bộ phận là đã có tuổi lão nhân. Đứng ở đầu thôn người ôm to vàng cây ăn quả bên dưới. Trong con người của sở hưu xẹp qua một chút hồi ức. Lúc trời đi ngươi vẫn là một gốc cây giống. Bây giờ, ngươi lại lớn như vậy. Gâu. Gâu. Không biết từ chỗ nào chạy tới một đầu lão hoàng cấu, nó đứng ở mấy chục mét bên ngoài, đối sở hưu nhe răng trợn mắt sữa in ỏi, Ê ai vậy? Khoảng cách gần nhất nhà trệt nhỏ cửa bị đấy ra. Tầm mươi túi khoảng chừng, đầu tóc thưa thớt tái nhật lão ấu, chọc bắt tay vào làm trường, trung run rẩy rấy đi ra. Năng hiếp mắt đôi mắt già nua vấn đục, quan sát vàng dưới cây cố thụ người trẻ túi. Hoặc là nhìn đến không chân thực. Nàng lại run rẩy đến gần một chút. Nếp nhăn trải rộng trên mặt lộ ra nghỉ hoặc. Không chắc chắn lắm mà hỏi, hài tử. Ngươi. Ngươi. Ngươi là sở nhị gia nhà. Là ta, Hoàng nãi nãi sở hưu mim cười nói, bằng trí nhớ của hắn, một chút liền nhận ra người tới. Cũng thật là ngươi hài tử này. Lão ấu kinh hỉ mi cười, lộ ra hai hàng không có răng lợi, nàng lên trước giữ chặt sở hưu ống tay áo, quán giận nói, hài tử ngươi những năm này. Đi đâu, ngươi có biết hay không gia gia ngươi lo lắng nhiều ngươi, làm tìm ngươi, hẳn đều nhanh đem quốc gia chúng ta chạy mấy lần. Sở hưu con người rung nhẹ. Chính mình đột nhiên biến mất, lo lắng nhất khẳng định là gia gia A. Vừa nghĩ tới hần một cái lão nhân, làm tìm tới chính mình, không tiếc tìm khắp toàn quốc, sở hưu lỗ mũi liền không khỏi đến chua chua. Ai ai, hài tử ngươi vẫn là đã về trễ rồi. Hoàng nãi nãi ai thanh thở dài. Sở hưu nghe vậy trong lòng căng thẳng. Quả nhiên. Chỉ nghe hoàng nãi nãi tiếp tục nói, nếu là ngươi về sớm tới hai năm, có lẽ liền có thể nhìn thấy ngươi gia gia. Gia gia ta hắn tạ thế. Thanh âm sở hưu phát rung. Cha mẹ của hần tạ thế đến sớm. Từ nhỏ là gia gia đem hẳn nuôi lớn. Gia Gia liền là hắn tại Lam Tình cuối cùng thân nhân. Chưa từng nghĩ, chính mình thật vất vả trở lại cố hương, lại đạt được không muốn nhất lấy được kết quả. Hai năm trước, nhanh hơn năm thời điểm, sở nhị gia sinh một tràng bệnh nặng, trở lại trong thôn, không lâu liền đi, ngươi không trở về, việc tang lễ vẫn là chúng ta thôn một chỗ. Hỗ trợ làm. Hoàng nãi nãi một mặt tiếc hận, sở nhị gia là người tốt, đáng tiếc cứ như vậy đi Hài tử A, trở về liền tốt, ngươi không muốn quá thương tâm, người A, luôn có lão một ngày. Hài tử, người đói bụng a à. đi đi nhà nải nải cơm nhanh tốt hoàng nải nải da bọc xương mọc đây lão nhân chấm tay nắm thật chặt cố tay của sở hưu ấm giọng an ủi hắn sở hưu xin miễn hoàng nải nải hảo ý đứng ở quen thuộc hàng rào ngoài tường đấy cửa tiến vào tiểu viện bởi vì trường kỳ không có người xử lý đã mọc đây cỏ dại nhà cũng có sụp đổ dấu hiệu sinh hoạt nhiều năm địa phương bây giờ biến đến hoang vu như vậy rách nát sở hưu mí mắt rủ xuống một bước phóng ra Hần Thuẫn Di đến sau phòng núi nhỏ. Tiên núi nhỏ có cái không đáng chú ý đóng đất nhỏ. Sở hưu ngồi xuống người xuống, giữ ngón tay xẹt qua thô ráp trên bia mộ mỗi một cái chữ. Bị thương, ấy nấy, đủ loại tâm tình giống như thủy triều vọt tới. Yên lặng không biết bao lâu. Lần nữa lúc ngấn đầu lên, hãng đã lệ rơi đầy mặt. Nguyên lai, hắn cũng sẽ bi thương, cũng sẽ rơi lệ. Đúng a. À. Nờ dê hắn như thế nào sắc phạt quyết đoán, như thế nào định nghĩa chính mình là cái phá loại phản phái, nhưng, hắn cuối cùng một cái coi trọng thân tình người mà không phải không có tình cảm chút nào tu luyện máy móc đại đế có thế vượt qua thời gian trường hà a vì sao ngươi lại nói cho ta coi như ta đột phá đại đế cảnh cũng không có khả năng cứu lại gia gia ta lam tỉnh hoặc là nói phương này vũ trụ quy tắc cùng thiên khung đại lục phiến kia vũ trụ quy tắc hoàn toàn khác biệt phương này vũ trụ từng có vô thượng tồn tại lấy lớn vĩ lực sáng lập luân hồi gia gia ngươi hắn đã luân hồi ngươi không cách nào theo trong thời gian trường hà vớt ra một cái đã luân hồi người Ký chủ nén bi thương A. Sở hưu im lặng đứng dậy, hai gò má nước mắt nháy mắt bốc hơi, trong mắt có cuồng phong tại không ngừng hội tụ, chỉ nghe, hắn ngữ khí kiên định nói, đại đế không được. Liền thành tiên, thành tiên không được, liền đột phá tiên bên trên. Thiên đạo ta cũng dám làm địch. Trong nhân thế, lại có ai có thể theo ta trong tay sở hưu cướp người. Nói xong. Sở hưu lại quỳ gối da da mộ phần, lấy ra một bình mặt tướng y mở ra nắp, đổ chút ít tại mộ phần, chính mình cũng ngửa đầu uống một ngụm gia gia công nhi trở về. Ta còn nghĩ đến ăn ngài làm thịt hôm đây. Ngài đừng nóng vội, lại chờ lấy, chúng ta hai người sớm muộn còn có uống rượu với nhau một ngày. Sở Hưu lầm bẩm lâu bầu, vừa uống rượu, một bên hướng trước mộ vẩy rượu. Mùi rượu tràn ngập ra, chịu đến trong rượu nguyên khí xâm nhiễm. Nguyên bản có cây khô héo núi nhỏ, chẳng biết lúc nào, đã cây xanh râm mát, hoa trên núi rực rỡ. Một màn thần kỳ, như bị người ngoài nhìn thấy, chắc chắn giật nảy mình. Chương 727 quan phương người tới. Sáng sớm, chiêu dương mới lên, ngọn cây đứng đấy một đôi chim khách rõ ràng hót vang, trong thôn gà chó lẫn nhau nghe, khói bếp mịt mờ. Một chiếc xe giúp nhà binh, 10 điểm điệu thấp dừng ở đầu thôn đường nhỏ bên cạnh. Chiếc này díp tướng tá rất lớn, mặt ngoài thoa khắp ngụy trang, như là trong tivi nhìn thấy thiết giáp xe tăng. Lão nhân cùng hài tử bị hấp dẫn, có người đứng ở dưới mái hiên chỉ rõ, có người dậm mũi chân, thăm dò xa xa nhìn quanh. Thôn trưởng tách mọi người đi ra, hần là một cái 60 tuổi xuất đầu, làn da ngâm đen, nhìn qua cực kỳ chất phát một cái lão nhân. Thôn trưởng đi tới xe jeep bên cạnh. Thấp bé vóc dáng cùng thiết giáp quái vật xe jeep tạo thành so sánh rõ ràng. Không chờ thôn trưởng lên tiếng. Chính phó điều khiến cửa xe trước tiên mở ra. Hai vị eo lưng thẳng tắp, khí chất kiên nghị, ăn nói có ý tứ, có tỉnh bình hãng tướng khí chất người trẻ tuổi, từ trên xe bước xuống. Bọn hắn trước nhìn lão thôn trưởng một chút. Theo sau bước nhanh đi tới xe jeep hàng sau, kính cái quân lẻ phía sau mới mở cửa xe một vị thân mang thẳng tắp kiếu áo tôn trung sơn, song tóc mai hoa râm nam tử trung niên cúi đầu xuống xe. Hắn khóe môi câu lên một vòng mỉm cười, khí chất nho nhã hiền hòa bên trong vừa có một loại quanh năm ngồi ở vị trí cao, mới dưỡng thành không giận tự uy. Rất nhanh, hàng sau lại có người cũng xuống xe. Đây là một cái già nhưng vẫn tráng kiện, trọn vẹn nhìn không ra số tuổi thật sự lão giả. Một bộ đạo gia đạo sĩ ăn mặc. Tái nhật tóc dài dùng một chiếc trầm gỗ, tùy ý đánh cái đạo kế, trên mình đạo bào màu xám tấy đến trắng bệch bên cạnh thông trưởng nhìn đến sửng sốt một chút hẳn cảm giác những người này lai lịch bất phàm vô ý thức hỏi các ngươi là ngươi tốt đồng hương đừng lo lắng chúng ta chỉ là tới bái phỏng một người cũng không có ác ý kiểu áo tôn trung sơn song tóc mai hoa râm nam tử trung niên nụ cười ôm hòa bái phỏng thông trưởng kinh ngạc vụng trộm quan sát mấy người kia nghi thầm không chúng ta có ai có giá trị những người này tới bái phỏng nhớ tới ở đây hắn không quá xác định hỏi mấy vị sợ là tìm nhầm địa phương a Nam tử trung niên lắc đầu, rất là khách khí cười hỏi, đồng hương các ngươi nơi này là kỳ thủy thôn đúng không? Thôn trưởng gật đầu. Vậy chúng ta liền không tìm nhầm địa phương. Nói xong, khí chất nho nhã nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía lão đạo sĩ, hạ giọng, Trần đại sư, ba ngày trước đường giam bộ, đường xá quản chế từng quay tới vị kia thân bí tỏng tại, liên xuất hiện tại lạc sơn huyện thành, tiếp đó liền tới nơi này, chắc hơn hơn hiện tại còn ở trong thôn a. Trần đại sư hít mắt mắt, nhìn kỹ vùng trời thôn thần sắc trịnh trọng. Sẽ không có sai, nơi đây có đại trận, lại tuyệt đối là cao nhân thủ bút. Nghe vậy, nam tử trung niên đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Trần Đại Sư xem như quốc gia tiêu lớn đại giới đặc biệt cung phụng kỳ nhân dị sĩ. Bản lĩnh càng là quý thần khó lường, sẽ phong thủy phong thủy, sẽ còn chữa bệnh cứu người, thậm chí có thể phí thiên độn địa. Hắn đã nói vị kia thần bí tồn tại, chính là ở đây, như thế hắn nhất định tại nơi này. Nam tử trung niên giấu ở trong tay áo quyền phải nắm chặt hần đến tìm kiếm vị thần bí nhân kia là mang theo nhiệm vụ tới đầu tiên muốn xác định thần bí nhân có phải là hay không trên mặt trăng xuất hiện qua vị kia tiếp đó giao hảo đối phương mời hắn xuất thủ cứu một vị nhờ mệnh hấp hối thân phận cực cao lão nhân chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ hoạn lộ của hãng đem bừng sáng ta hạ hồng quân nhất định phải bắt lại công lao lớn này nam tử trung niên cũng liền là hạ hồng quân ở trong lòng âm thâm thề hai người theo thôn trưởng sau lưng đi tới gốc kia người ôm to vàng cây ăn quả bên dưới. Trần Đại Sư tự như phát giác được cái gì, con ngươi lập tức co rụt lại, đưa tay ngăn lại Hạ Hồng Quân. Thế nào Trần Đại Sư? Hạ Hồng Quân mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc. Thông trưởng cũng quản tới ánh mắt kinh ngạc, trong lòng thâm nhũ, cái lão đạo sĩ này thế nào lại nhảy? Bước vào nơi này phía sau, ngươi liền không cảm giác được cái gì khác biệt. Trần Đại Sư liếc xéo Hạ Hồng Quân, mở miệng hỏi thăm. Nghe vậy. Hạ Hồng Quân lập tức nhầm mắt lại, một bên cảm thụ, vừa nói, hoàn toàn chính xác nơi đây không khí cùng bên ngoài có rất lớn khác biệt đến sau này cảm giác tháo xuống gánh nặng ngàn cân rất là dễ chịu trường kỳ sinh hoạt tại nơi này không chỉ có thể thân thể khỏe mạnh bách bệnh bất xâm thậm chí có thể trường thọ trăm tuổi trần đại sư xúc động đến âm thanh đều phát rung. đây là linh khí mới có thần hiệu nơi đây đại trận có tụ linh hiệu quả linh khí sau bên ngoài giới nồng nặc không biết gấp bao nhiêu lần quả thực liền là trong truyền thuyết động thiên phúc địa a thông trưởng một mặt mờ mịt, đầu đầy nghĩ vấn cái gì cùng cái gì a à? cái gì linh khí, cái gì đại trận, cái gì sống lâu trăm tuổi, cái gì động thiên phúc địa, bọn hắn đến cùng tại nói cái gì ta thế nào không biết rõ thôn chúng ta thần kỳ như vậy chúng ta không thể tiếp tục tiến lên trần đại sư ngữ khí ngưng trọng đại trận này ta nhìn không ra sâu cạn mạo muội xông vào lời nói sợ nguy hiểm đến tính mạng hạ hồng quân thần sắc khẽ biến hắn cũng sẽ không cho rằng trần đại sư tại nói chuyện giật gân vừa chuyến động ý nghĩ. Hạ Hồng Quân quay đầu nhìn về phía một bên ăn dưa thôn trưởng, lấy điện thoại di động ra đưa cho hẳn, đồng hương chúng ta muốn tìm liền là người này, nếu như hắn ở trong. Thôn, làm phiền ngươi chuyển lời, liền nói chúng ta là hoa hạ quan phương nhân viên, cố ý tới trước bái phỏng hắn. Thôn trưởng đầu đầy nghĩ vấn, tiếp nhận điện thoại, cúi đầu xem xét. Ôi! Đây là một trương quản chế chụp xuống tấm ảnh. Trên tấm ảnh nam tử, một bộ hắc bào, xám trắng tóc dài tới eo, dung mạo tuấn giật phi phạm, khí chất thần bí xuất trần. Không phải là sở nhị gia nhà tiếu hài A. À. Cái kia oa nhĩ những năm này không biết rõ chạy đến đâu mà đi, mấy ngày trước mới trở lại trong thôn. Thôn trưởng lập tức cảnh giác lên. Những người này tìm sở hưu làm cái gì? Chẳng lẽ, cái kia oa nhĩ làm cái gì không tốt sự tình, những người này là đặc biệt tới bắt hẳn. Vân là nói, những cái này đều không phải người tốt, muốn đối phó sở hưu. Không được, sở hưu hiện tại không còn gia gia, thôn chúng ta người liền là thân nhân của hẳn, lại có thế để những cái này không biết lai lịch gia hỏa khi dễ thông trưởng bất động thanh sắc đem điện thoại di động trả lại hạ hồng quân các ngươi trước tại nơi này chờ một chút ta đi tìm hăng phiền toái đồng hương hạ hồng quân không có làm dáng nụ cười nho nhã hiền hòa rất dễ dàng giành được người ngoài hảo cảm hắn cũng là không biết thông trưởng đã đem bọn hắn định nghĩa làm người xấu một loại thông trưởng chạy chậm vào thôn thăng đến sở hưu chỗ ở tiếu vi hắn dự định tốt trước mang theo sở hưu chạy trốn lại nói trong tiểu viện, sở hưu như phàm nhân đông dạng nắm lấy quốc chim, làm nho dọn tể xới đất. Sáng sớm dọc sương xuôi theo xanh biết lá nho trượt xuống, rơi vào hắn hơi hơi quăng xoảng trên lọn tóc. Nghe xong thôn trưởng kể ra. Sở hưu buông xuống quốc chim, cũng không ngoài ý muốn quan phương có thể tìm tới chính mình. Gặp thôn trưởng một mặt vội vàng, hận không thể lập tức kéo lấy chính mình chạy trốn gián đất, hắn dở khóc dở cười đồng thời, trong lòng lại là ấm áp. Lão gia tự ngươi đi nói cho bọn hãng, liền nói ta không rảnh, để bọn hắn từ chỗ nào tới, trở về chỗ não đi. Thông trưởng sững sờ. Sở hưu ngữ khí khẳng định, yên tâm, bọn hắn không dám như thế nào. Tốt a. À. Thông trưởng nhìn chăm chăm sở hưu một chút, quay người chạy chậm rời đi. Đi tới đầu thôn. Đem sở hư lời nói truyền lại hai người. Trần Đại Sư cùng Hạ Hồng Quân nhìn nhau. Trong mắt có thất vọng, cũng có phấn chấn. Thất vọng là, vị kia thần bí tồn tại hôm nay không muốn gặp bọn họ. Phấn chấn chính là, vị kia thân bí tồn tại quả nhiên tại nơi này. Hạ Hồng Quân ho nhẹ một tiếng, đối thôn trưởng cười nói, tốt, chúng ta sẽ không quấy rẫy, lần sau lại đến bái phỏng. Nói xong. Hai người không có chút nào lưu lại, mang theo hai tên cảnh vệ, lên xe jeep, trực tiếp lái xe rời đi. Thôn trưởng gãi gãi đầu, nội dung truyện không đúng. Mấy người kia ăn bế môn tạ khách. Dựa theo sáo lộ, bọn hẳn không nên, trực tiếp chất vấn, cưỡng ép xông vào thôn, tiếp đó khiêu khích sở hưu không biết tốt xấu. Thuận tiện vũ nhục một thoáng hắn, cuối cùng dùng vũ lực đem nó cưỡng ép trói di. Hơn nữa, mấy người này, có vẻ như rất sợ sở hưu. Chẳng lẽ, sở hưu cái kia oa nhi mất tích 10 năm, biến thành cái gì không được đại nhân vật. Chương 728, sở hưu phỏng đoán, nguyên thủy bản nguyên vũ trụ, làm tỉnh linh khí khôi phục. Xanh biết dàn cây nho bên dưới. Ánh bình minh xuyên thấu qua lá nho tử ở giữa khe hở, tạo thành mấy cái không theo quy tắc quảng sáng, chiếu tại trắng nõn trên gương mặt. Sở hưu ngồi trên mặt đất, cơ thể không nhiễm nửa phần bụi trần gần nhất mấy ngày, hẳn một mực tại suy nghĩ một vấn đề, chính mình muốn thế nào mới có thể mở tích thể nội tiểu thế. Hệ thống từng nhắc nhớ qua, hẳn trở lại Lam tỉnh, liền có thể tìm tới đáp án. Vì thế, hắn sai phái ra vài trăm hóa thân, đi thăm dò Lam tỉnh các ngõ ngách. Trong lúc đó, hắn phát hiện rất nhiều thú vị bí mật. Tỷ như, một chút ẩn thế tu luyện tông môn chỗ tồn tại. Cố võ gia tộc truyền thừa. Còn có ẩn vào đặc thù bí địa thượng cố di tích. Trong di tích có cố lão bích họa phía trên khắc họa nữ hoa bố thiên hậu nghệ bản mặt trời hãng nga bôn nguyệt hoa phụ trục nhật các loại truyền thuyết thần thoại hần hóa thân còn đi qua tử vong tam giác bét muda thần nông giá côn luân sơn lam tỉnh bên trên rất nhiều bí mật đều bị hơn biết được kết hợp đủ loại phát hiện sở hưu suy đoán lam tỉnh cũng không phải là tự nhiên sinh ra mà là người làm chế tạo truyền thuyết thần thoại cũng đều là thật chỉ bất quá những cái kia thần thoại bên trong tồn tại cũng không phải là chân chính nữ hoa hậu nghệ hãng nga các loại thần tiên mà là một nhóm tu sĩ bọn hãng dựa theo mỗi người kịch bản diễn dịch ra thượng cổ truyền thuyết thần thoại thượng cố thời đại sau khi kết thúc những tu sĩ này cũng đều biến mất không biết tung tích sở hưu nhíu mày trầm tư năm đó ta lần đầu tiên tiến về tình linh tộc tại tỉnh linh quảng trường bên trên lưu danh thu được tình linh thần truyền thừa thời điểm ý thức tỉnh mộng viễn cổ nhìn thấy một vị tự xưng hoa hoàng vô thượng tồn tại tỉnh linh tộc liền sinh ra tại hoa hoàng thể nội tiểu thế giới hoặc là nói, tình linh tộc căn bản chính là oa hoàng sáng tạo ra sinh mệnh bộ tộc. Tỉnh linh tộc tu sĩ sinh hoạt tại oa hoàng bên trong tiểu thế giới, thực lực đạt tới trình độ nhất định, liền có thể thông qua phi thăng thông đạo, phi thăng di đến oa hoàng chỗ tôn. Tại thiên ngoại thiên, làm hắn mà chiến. Hai bên xác minh lẫn nhau. Trong lòng sở hưu có cái kinh người phỏng đoán. Trong truyền thuyết đám kia tu sĩ, sẽ không phải cùng tỉnh linh tộc đồng dạng, phi thăng đi thiên ngoại thiên A. Nói cách khác. Lam tỉnh, thậm chí Lam tỉnh chỗ tồn tại vũ trụ, cũng là người nào đó thế nội tiếu thế giới. Sở hưu đôi mắt hiếp hiếp. Là. Chủ thế giới sáng tạo sinh tử luân hồi cực kỳ khó khăn, thậm chí, căn bản không có khả năng tạo ra luân hồi lộ. Nhưng, tại chính mình bên trong tiếu thế giới, chính mình là thân, xem như khống chế hết thảy thần, sáng tạo luân hồi lộ, có lẽ cực kỳ hợp lý a. À? Bởi vậy, phương thể giới này, năm giữ luân hồi đặc tính nguyên nhân, cũng liền đạt được hoàng mỹ giải đáp. Sở hưu càng nghĩ, càng cảm thấy chính mình suy đoán không sai. Như thế, Lam tỉnh vũ trụ, liền như là ta thiên đế kiếm đông dạng, cũng là người nào đó cố ý để lại cho ta a. À. Ta đã biết. Hệ thống để ta trở lại Lam tỉnh. Căn bản cũng không phải là để ta sáng lập một cái tiếu thế giới. Mà là muốn ta đem trọn cái Lam tỉnh vũ trụ luyện vào thể nội, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hệ thống suy đoán của ta đúng. Sở hưu hỏi. Khạch khạch. Đáp đúng, đáng tiếc không ban thưởng. Ta phải làm như thế nào? Sở hưu mặt lộ vẻ khó xử, làm tính vũ trụ như vậy mênh mông, thiên địa quy tắc đặc biệt hoàn thiện, muốn đem nó luyện hóa thành chính mình tiểu. Thế giới, e rằng không thể so thành tiên dung dễ bao nhiêu. Khạch khạch, người khác tới luyện hóa lam tĩnh vũ trụ, căn bản là không có khả năng thành công, có thể nói không có một chút cơ hội. Nhưng, ký chủ ngươi liên không giống nhau. Ngươi chẳng lẽ quên ngươi là thế nào đi đến thiên khung đại lục sao? Nghe vậy. Sở hư quay đầu nhìn về phía tiểu viện trong góc giếng nước. Năm đó nghỉ hè, hắn trượt chân rơi vào trong miệng giếng này, vốn cho rằng mạng nhỏ thôi rồi ai biết lại xuyên qua đến thiên khung đại lục đằng sau mới sẽ phát sinh nhiều như vậy cố sự sở hưu đứng dậy di tới bên giếng nước dứng vững cúi đầu quan sát nước giếng cực kỳ trong suốt đem cái bóng của hần chiếu được điểm hào tất hiện ta lúc trở về từng dò xét qua miệng giếng này cũng không phát hiện chỗ khác thường chẳng lẽ muốn xuống dưới nhìn một chút phù phù không chần chờ sở hưu trực tiếp nhảy xuống hẳn không có vận chuyển lực lượng mặc cho bản thân bị dìm nước không chính như năm đó đồng dạng cả người hắn mau chóng chìm xuống khác biệt chính là lần này hắn không có mất đi ý thức không biết trầm xuống bao lâu hoặc là một canh giờ hai canh giờ hoặc là mấy ngày mấy tháng hắn đến đáy giếng quăng tới một tia ánh sáng sở hưu đón tia sáng truyền đến phương hướng bơi đi lặn xuống chốc lát chỉ nghe bùng một tiếng giòn vang như là xuyên qua tầng một trong suốt bình chướng chung quanh nước giếng đều biến mất hần tiến vào một cái hư vô không gian nơi này không có linh khí, không có thời gian cùng không gian nhận thức. Loại trừ trung tâm nhất trôi nối một hạt nguồn sáng bên ngoài, cái gì đều không tồn tại. Cái đó là Sở hưu gắt cao nhìn chăm chăm cái kia một hạt nguồn sáng. Trong lòng giật mình Bản nguyên khí tức Có thế cùng bản nguyên dính lên bên cạnh đồ vật, liền tuyệt đối không đơn giản. Sở hưu làm sơ do dự Trước phái mấy đạo hóa thân tiến đến điều tra Xác nhận không có nguy hiểm phía sau Hắn bản tôn mới chậm rãi đến gần nguồn sáng cách rất gần. Sở Hưu cuối cùng mới nhìn rõ ràng đó là vật gì. Cái kia chỉ có chừng hạt gạo, toàn bộ bị trắng lóa quang mang bao khỏa. Nếu như đem nó khuếch đại vô số lần, liền sẽ phát hiện, cái này rõ ràng là thu nhỏ vô số lần Lam Tỉnh Vũ trụ. Vũ trụ nguyên thủy bản nguyên. Một chuỗi lại lầm tin tức truyền vào Thức Hải. Sở Hưu vừa mừng vừa sợ. Hẳn theo trong tin tức biết được, chỉ cần lĩnh, cái này một đoàn nguyên thủy bản nguyên, hắn liền có thể đem cái vũ trụ này thu nhập Luân Hải từ nay về sau, Lam tỉnh vũ trụ liền sẽ trở thành chính mình tiếu thế giới. Phải biết, tiểu thể giới diện tích, đại biểu pháp tắc cường độ, cùng thực lực trực tiếp móc nối. Tiếu thế giới diện tích hẹn to lớn, mang ý nghĩa tu sĩ thực lực liền càng mạnh. Bình thường chuẩn để cường giá mở ra tiếu thế giới, đỉnh thiên liền hai cái hệ ngân hà lớn nhỏ. Mà hắn lại có thể đem toàn bộ Lam tỉnh vũ trụ hóa thành tiếu thế giới. Lam tỉnh vũ trụ so cái khác chuẩn đế tiểu thế giới, to lớn đâu chỉ vạn ức lân. Cường đại nhất thành hoang của thánh thế, phối hợp lớn đến khoa trương pháp tắc tiểu thế giới. Thực lực của hãng lại có thể đạt tới loại trình độ nào? Gọi hắn là trên trời dưới đất, tối cường chuẩn đế có lẽ thực chí danh quy a. Sở Hưu vô cùng thích thú, khóe miệng nhóng lên thật cao. Chưa từng nghĩ, lần này trở về, có thể đạt được như vậy nghịch thiên cơ duyên. Vây quanh nguyên thủy bản nguyên xoay một vòng, Sở Hưu sơ qua trở lại yên tĩnh tâm tình kích động, vậy mới khoanh chân ngồi xuống tới. Đại hỗn độn tự tại pháp, có khả năng sáng tạo, mô phỏng thế gian hết thảy pháp tắc, tu đến chỗ cao thâm, ngôn xuất phát tùy đều là chuyện để như trở bàn tay dùng nó tới phân tích nguyên thủy bản nguyên hẳn là rất dễ đăng liền có thế lình sở hưu mười phân phấn khích nhằm mất bắt đầu lĩnh hội để hắn càng bất ngờ mừng rỡ là nguyên thủy bản nguyên có vẻ như cùng hắn cực kỳ phù hợp hắn rất dễ dàng liền có thể lý giải ảo diệu trong đó sở hưu mở mắt ra một mặt cố quái thế nào cảm giác lam tỉnh vũ trụ nó vốn là thuộc về tê loại cảm giác này nối lên không hiếu thấu lại cực kỳ rõ ràng nửa tháng dựa theo cái tốc độ này ta chỉ cần nửa tháng liền có thể triệt đế lĩnh hội nguyên thủy bản nguyên bất quá sở hưu lại ngãn đầu tầm mắt xuyên thấu qua hư vỏ nhìn về lam tỉnh theo lấy lĩnh hội tiến trình đấy tới lam tỉnh vũ trụ sẽ cùng ta dần dần dung hợp đến lúc đó lam tỉnh quy tắc sẽ xuất hiện thay đổi nguyên bán khô kiệt thiên địa linh khí cũng sẽ khôi phục nói cách khác ta nhấc lên linh khí khôi phục sở hưu lâm vào trầm tư hắn đối cái từ này cũng không lạ lãm linh khí khôi phục, động thực vật xuất hiện biến dị, nhân loại có thể chống lại được a. Nhớ tới nơi này. Sở hưu quyết định phái mấy đạo hóa thân ra ngoài, truyền thụ lam tỉnh nhân loại đạo Pháp, anh hoa quốc không tính. Làm xong bố trí, sở hưu đóng lại hai mắt, tiếp tục tham ngộ. Một bên khác, hoa hạ bộ hàng không. Diệu y lạnh nàng muốn làm gì? Thế nào đột nhiên xin trở về lam tỉnh? Bụng vệ hói đâu nam tử trung niên vỗ bàn lên, trong miệng nước miếng văng tung tóe nàng xin rất cấp thư ký lau đem trần sen lân nước bọt tính mồ hôi lạnh bộ trưởng muốn đem nàng xin đánh lại a nam tử trung niên di tới lui vài vòng hỏa khí dần dần thối lui lắc đầu nói phê chuẩn a chúng ta không khuyên nối một cái suy nghĩ đã phiêu nữ nhân chương 729, bái phỏng kinh làm tính linh khí khôi phục các ngươi có thể thấy được quá ngưu độc kích thước điền viên chó hình minh họa các ngươi có thể thấy được sau đó ăn người chuối tây cây hình minh họa các ngươi có thể thấy được qua mặt quần yến ca nhảy chơi bóng rổ gà trống hình minh họa không sai những cái này không phải đặc hiệu cản không phải là ps đều là ta tận mắt nhìn thấy ta còn tại nam hải nhìn thấy một cái so tuần hành tàu chiến còn muốn to lớn bạch tuộc hình minh họa lúc ấy một cái dương cánh trăm mét hải âu theo đinh đầu ta bay qua nó vỗ cánh nối lên cuồng phong đem ta thối ra mấy ngàn thước xa cũng may vận khí ta không tệ vừa đúng rơi vào trong biển bằng không ta liền không mệnh tại nơi này phát thiết Sáng sớm hôm đó, một đầu thiệp đột nhiên tại trên mạng gây nên sóng to gió lớn, có người hoảng sợ, cũng có người hưng phấn, càng nhiều người thì là hoài nghĩ. Người thường còn tại vô hạn mơ màng. Các nước cao tăng cũng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cao tăng cũng không hoài nghĩ thiệp tính chân thực, bọn hắn có thể khẳng định, thế giới này ngay tại phát sinh nào đó không biết biến hóa. Loại biển hóa này tốt xấu, trước mắt vẫn không thể đưa ra phán đoán chính xác. Một chiếc chạy tại nông thôn đường cái xe díp bên trên. Đối chúng ta loại người này tới nói là thiên đại hảo sự, nhưng đối với người bình thường tới nói, hơn phân nửa là tai họa ngập đầu. Trần Đại Sư thần tình phức tạp. Linh khí khôi phục. Thiên địa linh khí đồng thời cũng thay đổi đến nồng đậm. Hắn cũng không biết cái kia vui, hay nên buồn. Hạ Hồng Quân một mặt ngưng trọng nói, tiếp tục như vậy phát triển tiếp, làm tỉnh mỗi đại quốc gia hiện hữu kinh tế, chính trị, quân sự các loại hệ thống, đều sẽ chịu đến nghiêm. Trọng trùng kích, thậm chí sụp đố. Thế giới không còn hòa bình, liên chúng ta hoa hạ làm không tốt đều có diệt quốc nguy cơ. Trần Đại Sư Lão Ngài kiến thức rộng rãi, cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào, mới có thể bảo vệ cẩn thận quốc gia của chúng ta. Trần Đại Sư thân thế phía sau kháo, nhìn về ngoài cửa số xe, mở miệng yếu ớt, bây giờ chúng ta còn có thể lấy khoa kỹ lực lượng, áp chế sinh vi. Nhưng, khi chúng nó trưởng thành đến trình độ nhất định, có cùng nhân loại không sai biệt lắm trí tuệ. Nhân loại hiện hữu khoa kỹ vũ khí, đối uy hiếp của bọn nó, cũng đem giảm bớt đi nhiều, cuối cùng cũng có một ngày, nhân loại khoa kỹ sẽ bị sinh vật biến dị triệt để nghiền ép đến lúc đó lam tính chúa tế trời sinh yếu đuối nhân loại đều muốn trở thành sinh vật biến dị nhóm sang mồi đối tượng hắn nói đến rất bình tĩnh nghe vào hạ hồng quân trong tai lại tựa như tiếng sấm hắn không nhận làm trân đại sư tại nói chuyện giật gân bây giờ tình thế như tiếp tục phát triển tiếp lão nhân nói tới hết thảy khả năng rất lớn sẽ trở thành hiện thực chúng ta nên làm cái gì thanh âm hạ hồng quân run rẩy đáy mắt nối lên sợ hãi thật sâu rốt cuộc không còn trước kia bình tĩnh thông dong tiền đại sư thu về ánh mắt nhìn vẻ phía hạ hồng quân đưa tay chỉ chỉ cái mũi của mình khoa kỹ thời đại gần đi qua nhân loại sau này thuộc về ta loại người này chuẩn bị tốt a à, toàn dân lúc tu luyện đời lại sắp tới hắn vỗ vỏ bả vai của hạ hồng quân mỉm cười an ủi ngươi cũng không cần quá bi quan kỳ thủy thôn vị kia thần bí tồn tại sau khi xuất hiện không lâu lam tình liền phát sinh dị biến chắc hắn việc này cùng hắn có thoát không mở quan hệ cởi chung phải do người buộc chung vị kia khẳng định có biện pháp giải quyết vấn đề không phải hắn cũng không thế trơ mắt xem chúng ta nhân loại diệt tuyệt a à. nghe vậy trên mặt hạ hồng quân sợ hãi nhạt đi mấy phần lo lắng nói không biết vị kia hôm nay sẽ hay không gặp chúng ta nói xong hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng chiếc kia phiên bản dài hồng kỳ xe đan vị kia địa vị cao thượng đối quốc gia đối thiên hạ dân chúng đều có trọng đại cống hiến lão nhân liền tại hồng kỳ xe đan bên trên rất nhanh hai chiếc xe đi tới kỳ thủy thôn cửa thôn cực kỳ yên tình cũng không có thôn dân tới vây xem người ôm to vàng cây ăn quả dưới bóng cây. Một vị thanh niên nam tử khoanh chân ngồi tại trên một chiếc bờ đoàn, đưa lưng về phía bọn hắn, tự như biết bọn hắn muốn tới, có ý dưới tàn cây chờ đợi. Nam tử thân mang văn long hắc bào, xám trắng tóc dài, như là thác nước trượt xuôi, tự nhiên rủ xuống bên hông. Hắn yên tĩnh ngồi dưới tàn cây, tự như toàn bộ thế giới trung tâm, tất cả mọi người ánh mắt đều bị nó hấp dẫn. Hãng khí chất vô cùng siêu nhiên, đã có tuyệt thế phong hoa, lại làm người phát tới bản năng kính sợ. Hạ Hồng Quân cùng hắn hai vị cảnh vệ vẫn không cảm giác được đến như thế nào. Nhưng, Trần Đại Sư vị này tu sĩ, khi thấy bóng lưng kia nhìn lần đầu, đầy lòng liền không hiểu dâng lên một loại, phát chí linh hồn chỗ sâu nhất kính sợ. Loại này kính sợ, tựa như phàm nhân nhìn thấy chân thân, sâu kiến nhìn thấy thần long. Phù phù. Trần Đại Sư quỳ. Hân hai đầu gối chọc địa, hướng bóng lưng kia, thật sâu vùi đầu sọ. Tiền đại sự ngài. Hạ Hồng Quân kinh hải, liền muốn đi kéo Trần Đại Sư, làm thế nào cũng kéo không nhúc nhích. Trần Đại Sư coi thường hạ Hồng Quân. Trung rấy âm thanh, lớn tiếng nói, vân bối Trần Phàm, bái kiến tiên bối. Hạ Hồng Quân cùng hai tên cảnh vệ đều là trọn mắt hốc mồm. Trần Đại Sư nhân vật thế nào? Cũng quốc gia cao nhất thủ lĩnh đều là ngang hàng luận giao, khi nào như vậy kim tốn qua. Không chỉ là kim tốn, hẳn còn có kính sợ, thậm chí sợ hãi. Trong trẻo ôn hòa giọng nói thông thả truyền đến. Tại thời đại mạt Pháp này, ngươi có thể tu luyện tới thần kiều cảnh hậu kỳ, coi như không tệ. T. Hạ Hồng Quân hít sâu một hơi. Hắn nhưng là biết Trần Đại Sư lợi hại. Như Trần Đại Sư bực này nhãn vật, tại vị này trong mắt, rõ ràng cũng chỉ đạt được một cái còn không tệ đánh giá. Lena Đằng sau người trong xe cũng một chỗ tới. Trần Đại Sư như trút được gánh nặng. Hắn đứng lên, đối Hạ Hồng Quân liếc mắt ra hiệu. Hạ Hồng Quân hiểu ý, lập tức chạy chậm đi đến Hồng Kỳ xe đang bên cạnh. Cửa xe mở ra. Một cái tuổi thơm 18, da thịt như tuyết, trung linh dục tú thiếu nữ, viện một vị gầy còn lão nhân xuống xe. Lão nhân mặt vàng cơ thể, gầy còn giống như là một bộ khô lâu. Hắn ngã bệnh, bệnh nan y, Trần Đại Sư loại này tu sĩ đều không thế trị liệu, chỉ có thể miễn cưỡng kéo lại tính mạng của hắn, không để cho lập tức chết đi. Viên lão ngài cẩn thận một chút. Hạ Hồng Quân liền vội vàng tiến lên, hỗ trợ dìu đỡ. Viên lão cười cười, cũng không cự tuyệt. Hắn ngãn đầu nhìn về phía bóng lưng kia, đục ngầu trong con ngươi tràn ngập hiếu kỳ, lại không có nhiều kính sợ. Theo hắn tới nói, chính mình cũng là muốn chết người trên đời còn có gì cần đi sợ hãi đi kính sợ đây này tiện nàng thiếu nữ thủy nhuận mắt to bên trong đồng dạng hiếu kỳ tục truyền vị tồn tại này từng xuất hiện tại trên mặt trăng tuyệt đối là trong truyền thuyết tiên nhân nhân vật thiếu nữ thật thật tò mò nhân vật như vậy đến cùng là dáng đắp ra sao sao phẩm nhân lại có cái gì khác biệt rất nhanh bốn người tới sau lưng sở hưu bốn cái bộ đoàn bất ngờ xuất hiện ngay tại bốn người còn đang thần phục sở hưu thần kỳ thủ đoạn thời gian chẳng biết lúc nào. Sở hưu xoay người qua, mặt hướng bốn người bọn họ. Tiền đại sư kinh bãi, chính mình rõ ràng đều không có phát giác vị tiền bối này có nửa phần động tác A. Tiểu ngư vụng trộm quan sát sở hưu, khuôn mặt ứng đỏ. Hắn nhìn qua rất trẻ trung, cũng liền 20 tuổi xuất đầu bộ dáng. Dung mạo của hắn giật nảy mình, là thế gian hoàng mỹ nhất tạo vật. Hân khí chất siêu nhiên xuất trần, tựa như một tôn chân tiên hạ phàm. Hắn cao quý, thần bí, lại có chút ôn hòa. Ngồi dĩ sở hưu vung tay lên, để mọi người ngồi xuống. Bốn người vậy mới từ sững sờ bên trong lấy lại tỉnh thần. Chờ bọn hắn ngồi tại trên bồ đoàn phía sau. Sở hưu đen kịch sáng rực như chấm nhỏ đôi mắt, liếc nhìn một vòng, khẽ cười nói, các ngươi ý đê đến, ta đã biết. Lam tỉnh hiện tại biến hóa, hoàn toàn chính xác cùng ta có liên quan. Chương 730, Sở hưu an bài, xã tắc tiên cung kế hoạch. Quả là thế. Trần Đại sự cùng Hạ Hồng Quân đưa mắt nhìn nhau. Nghĩ thầm, tiền bối chẳng lẽ nghe được, chúng ta lúc trước đối thoại xin hỏi tiền bối, làm tỉnh dị biến có thế hay không nghịch chuyến? Hạ Hồng Quân vội vàng hỏi, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn tất nhiên cung hy vọng chính mình có thể cùng Trần Đại Sư đồng dạng trở thành tu sĩ, sống lâu mấy trăm năm. Nhưng, hẳn càng hy vọng Hạ Quốc Thiên Hạ Thái Bình, bách tính an cư lạc nghiệp. Sở hưu lường Hạ Hồng Quân một chút. Hắn bây giờ cảnh giới cao. Hạ Hồng Quân một cái chưa bao giờ tu luyện qua phàm nhân, ở trước mặt hắn, căn bản cũng không có bí mật. Đọc hiếu Hạ Hồng Quân ý tưởng chân thật nhất sở hưu cười cười, lắc đầu nói, làm tỉnh dị biến đã không thế nghịch. Đây là nguy cơ, đồng thời, làm sao không phải một tràng tạo hóa. Các ngươi lại yên tâm, bản tọa sẽ truyền các ngươi đạo Pháp, đến lúc đó, người người đều có cơ hội tu luyện, từ không cần lại lo lăng sinh vật biến dị nhóm uy hiếp. Nghe vậy, mất trần đại sư phát sáng, cúi đầu liền bái, tiền bối lỏng ngực, so tính không đều muốn cuồn cuộn văn bối đại biểu người trong thiên hạ, cảm tạ tiền bối nhân từ. Văn bối muốn đi theo tiền bối, làm tiền bối bưng trà rót nước, làm một chút đủ khả năng sự tình, còn mời tiền bối đáp ứng. Trần Phàm có thể theo một cái phố phố thông thông trẻ trăng trâu, nghịch tập trở thành thân phận siêu nhiên thần kiều cảnh tu sĩ, vô luận là tâm tính, vận khí, vẫn là giỏi về bắt lấy. Kỳ ngộ bản sự đều không thế hoặc thiếu. Hắn nhìn thấy sở hưu nhìn lần đầu, liền ý thức đến, đây là một cái siêu cấp vô địch vũ trụ cấp bắp đùi, nếu là ôm vào cái bắp đùi này, chính mình một đời đều sẽ được ít lợi vô. Cùng. Sở hưu liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt nói, bản tọa cũng không có thu nam bột theo dự định. Ta cũng có thể biến thành nữ A. Trần Đại Sư kém chút thốt ra, bất quá vẫn là nhịn được, không dám nói lõi ra, hắn lo lắng nói ra miệng sẽ bị vị tiền bối này một bàn tay chụp chết. Sở hưu mí mắt cuồng loạn. Hắn đọc hiểu trong lòng Trần Đại Sư ý nghĩ. Nhìn xuống chụp chết Trần Phẩm xúc động, đảo mắt nhìn về phía họ viên lão nhân. Sở hưu từng tại TV tin tức, hoặc trên sách giáo khoa, thấy qua vị lão nhân này. Hắn là một cái vĩ nhân, một cái chân chính anh hùng, hắn nghiên cứu ra tạp giao lúa nước, để mọi người đều có thể ăn được cơm no, nuôi dưỡng không biết bao nhiêu người. Nghe qua lão gia tử đại danh, hôm nay có thể đến gặp một lần, là ta may mắn sở hưu đứng đậy, ôm quyền, thần sắc tôn kính. Sinh tại Lam tỉnh, lớn ở Lam tỉnh, dù cho hẳn hiện tại cao quý chuẩn đế, cũng muốn thiếu vị trưởng giả này một phần nhân quả. Cái này cúi đầu, hắn phát ra từ bản tâm. Lão nhân cũng đáng đến hắn cúi đầu. Trần Đại Sư nhìn thấy một màn này, trong mất vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi. Hạ Hồng Quân kinh ngạc vô cùng. Vị tiền bối này lúc trước đối Trần Đại Sư thái độ hờ hững, chưa từng nghĩ, hẳn đối viên lão cũng là khách khí như vậy. Vì sao lại như vậy chứ? Phải biết, viên lão gia tử thân phận tuy là tôn sùng, nhưng, cuối cùng chỉ là cái phàm nhân. Luận địa vị so Trần Đại Sư còn muốn hơi thấp một chút. Vì sao vị tiền bối này, sẽ đối viên lão mắt khác đối đãi Không hiểu, nghĩ hoặc, đủ loại tâm tình một chỗ vọt tới. Viên lão gặp sở hưu khách khí như thế, cũng không dám thất lẻ, kịch liệt ho khang, Tiểu ngư mau đỡ Gia Gia lên. Tốt Gia Gia. Tên là tiểu ngư nữ hài, liền muốn diêu đỡ Gia Gia đứng dậy. Lại, sở hưu lại đưa tay ngăn trở bọn hẳn. Tiểu ngư khẽ giật mình, viện Gia Gia ngồi trở lại bồ đoàn, chật đối sở hưu đi quỳ lạy đại lẽ, hai mất đờ mờ lệ, Gia Gia ta bây giờ bệnh nặng quấn thân sợ không còn sống lâu nữa. Tiểu ngư thỉnh cầu sở tiền bối xuất thủ, cứu ta Gia Gia một mạng, tiểu ngư nguyện ý vì nô tỳ tỳ cảm tạ tiền bối đại ân. Sở hưu vung ống tay áo lên, một cổ vô hình lực lượng, đem tiểu ngư nâng lên. Hắn đứng lên, chậm rãi đi tới viên lão bên cạnh, các ngươi không cần như vậy, việc này với ta mà nói, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Nói xong, sở hưu chậm chậm đưa tay, đặt tại viên lão trên bờ vai. Lão nhân chỉ cảm thấy một cổ ôn hòa dòng nước ấm, ở thể nội du tấu một vòng, chật thủy triều thối lui. Sau một khắc, tên bị trước mắt một màn thần kỳ choáng ván. Lão nhân nguyên bản khô héo lỡ mờ, hơi phát vàng làn da, chính giữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến đến sung mãn khỏe mạnh giỏi giàu lộng lây. Hắn thưa thất tái nhật đầu tóc, cũng lấy một loại khó bẻ tưởng tượng tốc độ hóa thành đen sâm, lại dày đặc. Mười cái hít thở thời gian không đến. Viên lão gia tử liền theo gần đất xa trời lão nhân, biển thành một cái khoảng 30 túi trung niên nhân. Thần tích. Đây là thần tích A. Mọi người mặt mũi tràn đầy chấn động, con người đều kém chút theo trong hốc mắt chen đến rơi ra tới. Viên lão bệnh nan y không chỉ bị chữa khỏi, bây giờ nhìn qua, thậm chí so hạ hồng quân đều muốn trẻ tuổi hơn 10 túi tiên gia thủ đoạn cũng bất quá nơi này a. À. Muốn nói tại trận ai cảm thụ sâu nhất, tự nhiên là loại viên lão người trong cuộc này. Hắn cảm giác được tỏ ràng bản thân biến hóa, trạng thái trước đó chưa từng có tốt, dùng thoát thai hoán cốt, phản lão phản trẻ em đều không thể hình dung. Dù cho tính khí hờ hững như hắn, lúc này, trên mặt cũng không khỏi lộ ra thích thú xúc động dáng vẻ. Nếu như có thể sống, ai lại nguyện ý chết đây? Hắn còn không muốn chết, muốn sống lấy, tiếp tục vì nhân loại nghiên cứu tạp giao lúa nước. Thần kỳ, quá thân kỳ. Viên lão đứng lên, tại chỗ nhảy nhảy, vậy mới nhìn về phía sở hưu, cảm kích nói, sở tiên sinh cảm ơn ngươi phú ta tân sinh. Sở hưu gật đầu mỉm cười. Lấy thực lực của hắn. Đừng nói để một cái gần đất xa trời phàm nhân bách bệnh diệt hết, trọng hoáng tân sinh. Coi như làm cho đối phương trở lại hài nhi thời kỳ, cũng là lật tay ở giữa. Sở hưu đứng chắp tay, nhàn nhạt nói. Lam tỉnh thiên địa đại biến, linh khí khôi phục, ta muốn tại hoa hạ xây dựng một chỗ tu hành học cung, ta đem nó mệnh danh là xã tắc tiên cung. Tả tắc tiên cung tôn chỉ là hữu giáo vô loại hệ lam tỉnh sinh linh đều có thế vào trong tu hành ta làm tiên cung viện trưởng viên lão ngươi có thể nguyện đảm đương phó viện trưởng sở hưu nhìn về phía viên lão hắn luyện hóa lam tỉnh vũ trụ phía sau liên muốn rời khỏi tiến về thiên khung đại lục chuẩn bị chiến đấu thiên ngoại địch đến không thời gian đi quản lý lam tình tiên cung viên lão là một cái công bằng công chính không ham muốn vinh hoa phú quý làm ước vọng có thể không cầu lợi kính dân người sở hưu tin tưởng người như vậy có thể quản lý tốt tiên cung Viên lão cũng không có một lời đáp ứng, hắn nhìn về phía Sở Hưu, hỏi: "Xin hỏi Sở tiên sinh, ta trở thành tiên cung phó viện trưởng phía sau, còn có thể tiếp tục nghiên cứu lúa?" Nước A2. Sở Hưu cười, cao giọng cười to. "Tu sĩ chúng ta, nếu là ý niệm đều không thể thông suốt, còn tu cái gì nói, cầu cái gì tiên. Ngươi yên tâm, ngươi có thể làm ngươi bất luận cái gì chuyện muốn làm." "Tốt, ta đáp ứng." Viên lão gật đầu đồng ý. Sở Hưu ngược lại nhìn về phía một mặt chờ đợi Trần đại sư ngươi liền xem như tiên cung đại trưởng lão, phụ tá viên lão quản lý tiên cung A. Trần Đại Sư xúc động rạng rỡ gò má đỏ rực, cúi đầu liền bái, vân bối tiếp tiền bối pháp chỉ, chắc chắn phụ tá tốt viên lão, không dám có chút lười biến. Rất tốt. Sở hưu phất tay ném ra mấy cái nhẫn trữ vật giao cho Trần Đại Sư, đây là những trữ vật, trong đó có đại lượng công pháp, tài nguyên tu luyện, đều là xây dựng tiên cung sử dụng. Người lại giữ gìn kỹ. Trần Đại Sư trịnh trọng thu hồi, vân bối nhất định không phụ tiền bối hỷ vọng an bài tốt hết thảy. Sở hưu liền để những người này rời đi. Xã tắc tiên cung liền giao cho hoa hạ quan phương đi xây dựng. Tiếp xuống, hắn muốn toàn lực lĩnh hội nguyên thủy bản nguyên, không nguyện tại tục sự bên trên lãng phí thời gian. Hồng kỳ xe đang bên trên. Tiếu ngư ôm da da cánh tay, mặt nhỏ nét mặt vui cười như hoa, da da ngươi có thể khôi phục khỏe mạnh, thật quá tốt. Phiên lão nụ cười từ ái, sờ lên đầu nàng, còn phải cảm tạ sở tiên sinh. Ân ân tiếu ngư liên tục gật đầu, ta cũng phải trở thành tu sĩ đúng lúc này. Quen thuộc ôn hòa giọng nói truyền vào viên lão não hải. Hôm nay ta truyền cho ngươi thái tố đế kinh, nó là một hệ sinh mệnh chỉ kinh, thái tổ đế tôn chứng đạo chỉ pháp, cùng ngươi cực kỳ phù hợp, ngươi lại thật tốt tu luyện. Không được nhục để kinh uy danh. Thái tố đế kinh. Tiếp thu được sở hưu truyền thừa, viên lão suy nghĩ xuất thân. Hắn nắm chặt nắm đấm, thân thể đều vì xúc động mà run rẩy. Tu luyện bản này đế kinh, ta chắc chắn nghiên cứu ra càng năng suất cao lúa nước, để cả nhiều khốn cùng người ăn được cơm no.